Rajuta 7.8 pháp sanh khởi do thượng tọa pháp tăng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm nghiệp đảnh lễ tam bảo, chúng con xin kính. Bây giờ hình như, để con coi lại nha, hình như chưa có thượng tọa Minh Hạnh vô. Bây giờ thì xin kính cung thỉnh đại đức, xin kính cung thỉnh đại đức Nguyên Thông làm lễ đọc kinh lễ tam bảo dùm. Dạ, xin kính thỉnh đại đức. Dạ, con là Nguyên Thông, con xin đọc kinh lễ tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng diệu ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám bị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xin đại chúng đợi chút xíu đi. Đại đức Nguyên Thông bị trở ngại. Bị trở ngại và đại đức Nguyên Thông đi ra ngoài, không biết vô chưa. Thôi thì bây giờ nha, đợi quý vị đợi chút xíu, tôi kéo bài xuống. Dạ thôi, để tôi xin xin đọc kinh đảnh lễ tam bảo nha. Nhất tâm đảnh lễ Như Lai, bậc ứng cúng chánh biên tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quy đức Phật bảo, nguyện cầu quy đức pháp bảo, nguyện cầu quy đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, cho biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền. Chư tiên đã phân tập, xin tùy hỷ lành, xin tùy
Hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đệ lực, chư độc giác đệ lực, thinh văn giác đệ lực, nguyện tụng trì quy đức cầu phúc lành phát sanh. Dạ sau đây con kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Bụt Thầy nha. Kính lễ Tam Bảo, kính chào Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta học nhiều Phật pháp thì chúng ta sẽ có rất nhiều đề tài để chúng ta tu tập. Chẳng hạn như là những cái pháp cần phải tu tập hay là những cái pháp cần sanh khởi. Chúng ta cứ theo đó mà chúng ta tu tập, chúng ta cũng có nhiều lợi. Ở đây hôm nay học về bảy pháp cần sanh khởi thì chúng ta sẽ nghe giảng giải về bảy cái pháp tưởng sanh nha. Các pháp tưởng có đôi khi Đức Phật Ngài dạy 5 và 6 và 7 và 10 và 9 và 10 không ta đúng hết, mà tùy theo cái tâm tánh của vị hành giả. Và những cái pháp này Đức Phật cũng thường dạy cho các cái đối tượng, chẳng hạn tôn giả Mê Thi Giác hoặc là tôn giả Rahulát ở trong là kinh Maha Rahulu và Đá Tư Tắc, thì dạy về những pháp tưởng, hoặc là 10 pháp tưởng thì Ngài dạy cho thuyết pháp cho tôn giả Nanda thuật lại cho tỳ kheo Kirimanada, vì tỳ kheo đang bị bệnh. Và do đó cho nên pháp tưởng là những cái pháp mà chúng ta cần phải sanh khởi. Có như vậy thì chúng ta đạt được lợi an vui tiến hóa. Và bây giờ thì xin mời sư cô Vi Ma trở lại đọc chánh kinh, và sau đó xin cùng thỉnh thượng tọa Pháp Tân giảng sư trong ngày hôm nay thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy nha. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Đưa bài lên đi Phương ạ. Phong Lan ơi. Có bảy pháp có nhiều tác dụng, có bảy pháp cần phải tu tập, có bảy pháp cần phải biến tri, có bảy pháp cần phải đoạn trừ, có bảy pháp chịu phần tai hại, có bảy pháp đưa đến thù thắng, có bảy pháp rất khó thể nhập, có bảy pháp cần được sanh khởi, có bảy pháp cần tri, có bảy pháp cần phải tác chứng. Thế nào là bảy pháp cần phải sanh khởi? Bảy tướng vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng,
Quá quảng tưởng, đoạn trừ tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. Như vậy là bảy pháp cần phải sanh khởi. Chú thích sau đây được trích từ kho tàng pháp học, pháp sư Giác Giới biên bảy pháp cần sanh khởi. Đây là bảy pháp tưởng. Tưởng vô thường là suy xét tính chất tạm bợ biến đổi của danh sắc sanh rồi diệt. Tưởng vô ngã là suy xét trạng thái rỗng không của danh sắc vì được cấu tạo bởi nhân duyên, không có cái chủ, không có cái chủ thể đơn thuần. Tưởng bất tịnh là suy xét tính không thuần khiết của thân này, như suy tưởng về 32 thể trược trong thân. Tưởng hiểm họa là suy xét về sự nguy hiểm của xác thân bị khổ não do nhiều bệnh tật, hoặc suy xét sự nguy hiểm của ngũ trần. Tưởng đoạn trừ là suy tưởng trạng thái niết bàn, đoạn trừ hoàn toàn phiền não. Tưởng vô nhiễm là suy tưởng trạng thái niết vô là suy tưởng trạng thái niết bàn vô nhiễm đối với phiền não. Tưởng đoạn trừ là suy tưởng trạng thái niết bàn đoạn trừ hoàn toàn sanh khởi, toàn sanh hữu, chấm dứt mọi khổ đau. Thưa bầy chánh kinh đến đây đã chấm dứt, chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa phật già giảng giải bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ Nam mô Bụt Thà Dạ, Bụt Thầm Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Viên Thông, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học qua bảy cái pháp tưởng, mà bảy cái pháp tưởng này là pháp mà cần phải trau dồi để cho sanh khởi, sanh khởi. Và trong Phật giáo thì nói đến những cái pháp môn tu tập, những cái đề tài, những cái đề mục tu tập của một vị hành giả, thì có lẽ là với cũng nhiều cái đó để rồi thích hợp cho tùy theo cái căn tánh của mỗi người. Nhưng mà tụng chung lại các cái đề mục đó là để làm sao ở cái nội tâm mình được định tĩnh, ở cái nội tâm của mình phát sinh được những cái trí tuệ nhạy, để chúng ta nhìn một cách rất là rõ ràng ở trong cái sự nhận thức hiểu biết của một vị hành giả. Khi nói đến pháp tưởng ở đây đó, thì chữ tưởng ở đây thì như các vị đã thấy là chữ sanya, thường là người ta chỉ nghĩ mà nếu mà nói là tưởng quẩn ấy, thì rõ ràng là nó là một cái sự thuần tí ở trong các cái thành phần danh quẩn, giống như là những gì chúng ta qua cái nhớ lại hay chúng ta kinh nghiệm lại. Nhưng mà chữ tưởng ở đây đó thì có nghĩa là chúng ta suy xét hay chúng ta phản ảnh về những cái đề tài để chúng ta tu tập, để làm sao chúng ta có được một cái trạng thái trí tuệ một cách nhạy bén. Nhạy bén ở đây đó là khi chúng ta nhìn về sự vật gì, một nhìn về một cái cách, bất cứ một cái pháp nào, thì nếu có một cái trí tuệ đó, thì nhìn bằng một cái trí thấu đáo như vậy đó, thì nó làm cho cái sự tu tập của mình là làm cho cái phiền não, các cái
pháp trở ngại đó tiêu mòn là nếu chúng ta tu tập hay chúng ta trau dồi bằng cái nhờ đó mà cái trí tuệ của mình nó tăng trưởng, nó nhạy bén ở trong mọi trường hợp. Khi nói đến bảy pháp tưởng này đó thì có lẽ là như chúng tôi đã nói đó, là tưởng ở đây có nghĩa là mình suy xét hay là mình phản ảnh lại những cái qua những cái đề tài để rồi chúng ta trau dồi cái trí tuệ nhạy bén của mình bằng với những cái sự hiểu biết của một cái vị hành giả. Thì như vậy đó thì cái tâm của một người đó được được cởi bỏ đi những cái pháp bất thiện, những cái phiền não ở trong lòng của mình. Trước tiên đó là một cái tưởng, pháp tưởng thứ nhất á, là pháp tưởng gọi là tưởng về vô thường. Nói đến vô thường á, thì sự thật đó thì mình hiểu một cách chung chung, hiểu một cách ở cái gì nó không có chắc chắn, không có bền vững, thì cái đó được gọi là vô thường. Nhưng mà với một cái vị hành giả tu tập á, thì cái đề tài mà gọi là đề tài mà để tu tập quán về vô thường rất là quan trọng, rất là quan trọng. Bởi vì sao? Ở đây đó là theo trong cái phương hướng chung á, thì chúng ta cứ nghĩ là cái gì mà nó có trên cuộc đời này thì nó hay thường tồn. Vì mình nghĩ nó là thường tồn cho nên là một khi mà nó không như ý mình được, hay một khi nó bị mất mát đi đó, thì mình sẽ sinh một cái trạng thái hụt hẫng và đau khổ. Một điều đó là khi mà quán về vô thường thì chúng ta phải hiểu rằng ngay cả thân năm uẩn của mình cũng là một trong những cái sự tập hợp. Nếu gọi là uẩn là sự tập hợp của các thành phần gom chung lại với nhau. Do cái sự tập hợp đó cho nên được gọi là uẩn. Mà do có nhân duyên tập hợp đó thì sẽ là có cái nhân duyên để bị đi đến cái sự hoại diệt, như là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn của mình. Nói đến cái phần thành phần thể chất á, thì đó là sắc uẩn, nó cũng đang thay đổi, biến đổi đó. Chúng ta thấy sắc thân của chúng ta từ lúc trẻ, lúc mà mới sơ sinh rồi cho đến khi chúng ta trưởng thành và đến bước sang cái tuổi trung niên, lão niên, chúng ta nhìn lại thì cũng không có bao nhiêu năm, cũng không có bao nhiêu năm. Một kiếp người thì so với lại những cái kiếp ở chúng sinh ở cõi trời thì kiếp người của mình nó ngắn. Và rõ ràng là dù ngắn hay là dài đi nữa, với cái tuổi thọ thì cái sự biến đổi mà nó, mà trong kinh gọi đó là vô thường, hay là trong Phật ngôn Đức Phật Ngài dạy rằng các pháp hữu vi là vô thường. Pháp gì mà nó có điều kiện để trợ tạo thì nó sẽ do cái điều kiện nào và nó sẽ biến mất đi. Vì vậy cho nên nó không có cái gì được gọi là trường tồn, ngay cả sắc thân của chúng ta. Vì mình nhìn lại sắc thân thì cái thân của mình nó cũng đang biến hoại theo từng, nói theo dị diệu pháp là từng sát na một. Mặc dù là tâm của chúng ta, tức là thành phần danh quẩn hay sắc hay là danh quẩn đó, thì nó sanh diệt mau hơn là cái sắc quẩn. Nhưng mà rồi đó thì nó cũng phải bị hoại diệt cả sắc thân này. Vì có cái hoại diệt biến đổi đó cho nên là chúng ta có trưởng thành, chúng ta bước sang cái tuổi trung niên, và chúng ta biết bước sang cái tuổi lão niên. Rồi một lúc nào đó thì chúng ta cũng phải nhắm mắt lìa đời, tức là hoại diệt mà thôi.
Cho nên là cả sát thân cũng phải bị cái hoại diệt. Rồi nhìn lại ở trong cái cảm thọ của mình cũng vậy. Chúng ta sống xoay quanh ở trong những cái cảm thọ thì thường là chấp cái sự gì đó hàng hữu, cái gì đó là hàng hữu, cái tôi buồn, cái tôi vui, hay cái tôi cảm nhận, cái tôi nhận thức, vân vân. Thì những cái điều mà buồn, vui, cảm nhận, nhận thức gì đó thì những cái đó nó cũng không có bền đâu, nó cũng không có chắc. Bởi vì cái cảm thọ chúng ta thấy rằng một ngày 24 giờ đó, thì dường như là khi chúng ta thức đó là những cái cảm thọ mà chúng ta nhận thức thấy rõ hết. Vui buồn nó xen lẫn với nhau, và có lúc thì vui, có lúc thì buồn, có lúc thì cũng không vui không buồn. Cái vui buồn đó, đó là nó biến đổi, nó thay đổi. Nếu mà mình nhìn lại ở cái tâm của mình, những cái cảm thọ mà cái gì liên quan đến nội tâm, cái gì liên quan đến ngoại cảnh á, thì không có cái gì mà nó trường tồn được lâu dài hết á. Cho nên ngay cả các cái cảm thọ mình cũng thay đổi, cái cảm thọ mình cũng thay đổi. Rồi cái mà mình nhớ tưởng, mình kinh nghiệm thì nhiều khi nó cũng thay đổi luôn, nó cũng thay đổi, mà không có thấy, không bao giờ mà mình có một, có nhiều người thì cũng rất trung thành với cái sự nhớ của mình, với những cái gì mà mình đã thấy, thì rõ ràng nó trở nhìn vào trong những cái, nó trở thành cái của mình rồi thì cũng khó quên, khó quên. Nhưng mà cũng không chắc rằng cái điều đó chúng ta không quên, không quên. Thì cái mà tưởng vững của chúng ta đó không phải là yên như vậy. Như hồi nhỏ thì mình, hồi lúc mình trẻ trung thì cái trí nhớ của mình nó mau, hay là cái gì mà mình có những cái kinh nghiệm trải qua rồi đó, thì có lẽ là chúng ta nhớ một một những điều đó, và cái cách mà để chúng ta ứng xử với lại những cái cảnh đó nó dường như là quen thuộc, nhưng mà cũng không phải là nó là chắc thật, bởi vì nó thay đổi, nó thay đổi ở trong mọi cái sự kinh nghiệm của mình và cái sự nhớ của mình ở trong cái đời sống, những gì chúng ta đã bắt gặp, những gì chúng ta đã trải qua trong một cái thời gian trước đó. Thời gian thì mình không có nói là bao nhiêu năm hoặc là bao nhiêu tháng hoặc là bao nhiêu ngày, nhưng mà rõ ràng đó là khi mà một người nhận thức rằng những cái sự thay đổi đó, đó nó không có cái gì mà chắc thật, nó không có gì mà chắc thật. Do mình thấy rằng nó chắc thật đó, ngay cả cái hạnh phúc của mình mà mình nghĩ đó là hạnh phúc, cái hạnh phúc là mình ăn no, rồi mình nhớ đến những cái việc mà mình, những cái món ăn đó, hay hoặc là mình ngủ ngon, hay hoặc là có một lúc nào đó mình vào cái cảnh mình đi thưởng ngoạn ở đâu đó, du lịch đâu đó, mình nhìn cái cảnh đó, cái cảnh sông trời mây nước gì đó, chúng ta thấy là đẹp. Nhưng mà rồi đó thì cái điều mà chúng ta kinh nghiệm qua cái gì mà chúng ta thấy, chúng ta biết, nó cũng không có chắc thật được như vậy, nó không có chắc thật được như vậy, và nó luôn luôn có cái sự thay đổi, thay đổi. Rồi ở trong cái, ở trong nội tâm của mình cũng vậy, từ ở cái trạng thái này sang tới trạng thái khác, nó luôn luôn có những cái, có những cái thay đổi, và có cái gì mà nó chắc thật, nó bền bỉ. Chúng ta thấy rằng là tâm của chúng ta nó thay đổi một cách nhanh lẹ, nói trong 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 từ Phật học đó là từng sát na một, sắc pháp của chúng ta cũng thay đổi, mặc dù là thay đổi chậm hơn danh pháp tới 17 lần, nhưng mà rồi đó thì cũng phải thay đổi thôi. Vì có thay đổi, sắc pháp có thay đổi, cho nên là chúng ta có già nua, có bệnh chết và từ bỏ cõi đời này. Vì danh pháp có thay đổi đó, cho nên là chúng ta thấy rằng những cái cảm thọ của chúng ta, những cái nhận thức của chúng ta nó đều thay đổi theo từng khoảnh khắc một, từng khoảnh khắc một, nó không có dài đâu, nó không dài đâu. Do rằng mình thấy rằng cái đó là thường tồn, cho nên là những cái gì mà nó tự nhiên nó mất đi,
hay nó không như ý mình thì mình cảm thấy nó là hụt hẫng, đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy là mình mình hãy nên luôn luôn quán xét về vô thường, quán xét về vô thường. Hay là chúng ta nhìn lại những cái hình ảnh của sự biến đổi của vô thường đó, hình ảnh của biến đổi vô thường đó, để chúng ta cần kiếp cho cái việc tu tập của mình, cần kiếp cho cái việc tu tập của mình, trao dồi nội tâm của mình bằng cái việc, bằng những thiện nghiệp hay bằng những cái thiện pháp khác nhau, để mà mình thấy rõ được cái bản chất vô thường của các vật. Đó là một trong những đề tài mà một vị hành giả cần phải quán vô thường. Khi mà mình quán xét vô thường như vậy đó, thì cái chấp thường tồn của mình đó, mình không có chấp, mình bỏ lận, và mình sẽ nỗ lực cần kiếp cho cái việc thực hành những thiện nghiệp, thiện pháp khác nhau để làm hành trang cho chính mình. Thì đó là cái điều cần cần phải suy xét. Thứ hai á, là cái điều tưởng thứ hai ở đây, tức là mình luôn luôn quán xét về cái tính chất vô ngã. Vô ngã ở đây đó là quán về vô ngã, ở đây đó là ngay cả cái nhận thức về nội xứ ngoại xứ của mình nó cũng là không có. Thường thường đó là chúng ta cứ nghĩ rằng nó là đây là sắc quẩn là của tôi, sắc quẩn là tôi, sắc quẩn là của tôi, sắc quẩn là tự ngã của tôi, ví dụ vậy. Hay hoặc là thọ quẩn là tôi, thọ quẩn là tự ngã của tôi, hay là thọ quẩn là của tôi, vân vân. Thọ, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mình nói đây là năm quẩn, nhưng mà mình nhìn lại ở trong cái mà mình gọi là mình thấy, tức là nói đến 12 xứ hay hoặc là 18 giới. 12 xứ tức là chỉ cho 6 nội xứ của chúng ta, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tức là 6 nội xứ. Và 6 ngoại xứ đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cái đó là 6 ngoại xứ. Thì 6 ngoại xứ đó, nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại đó, quán xét suy nghĩ kỹ đó, thì không có cái gì gọi là nó thực thể trường tồn ở trong đó bằng một cái gì đó. Thí dụ như mình nói là tôi thấy, thì mình thường chấp ngã là cái tôi thấy đó, hay hoặc là tôi buồn, hay là tôi nghe, tôi xúc chạm, tôi suy tư, thì mình cứ nghĩ là có cái gì đó mà mình thường gắn cho một cái tên của nó, và cái tên của nó là linh hồn, cái tên nó là tự ngã, cái tên của nó là tôi, cái tên của nó là cái gì đó. Nhưng mà sự thật ra thì nếu chúng ta xét kỹ lại đó, khi mà căn và cảnh gặp nhau đó, thì nó là sự sự giao thoa giữa căn và cảnh. Và khi giao thoa giữa căn và cảnh đó, thì thức sanh khởi. Thì giống như là một cái việc mà mình nghe thường cái ví dụ là hai cái cục đá mà mình chặt với nhau để mà tạt ra lửa, thì hỏi lửa ở đâu đó, thì không có cái lửa ở đâu á, mình không có thể nói là lửa ở trong cái phiến đá này, hay hoặc là lửa ở trong phiến đá kia, hoặc là lửa ở nằm ở một chỗ nào đó, không. Thì ở đây đó là tự động căn và cảnh chúng ta tiếp xúc với nhau, giao thoa với nhau thì tự động nó phát ra lửa, cũng như căn cảnh mà chúng ta tiếp xúc với nhau thì bắt đầu là thức sanh khởi. Và trong cái thức đó cũng là một thành phần của danh quẩn, chứ nó không phải là linh hồn, cũng không phải là gì hết. Bởi vì nếu linh hồn thì cái đó nó không thay đổi, không có biến đổi. Nếu linh hồn thì nếu mà nói nó linh hồn nằm ở đâu thì rõ ràng cũng không có, không thể nói rằng nó nằm ở đâu. Thì ở đây đó, khi mà một cái người tu quán về quán xét về 6 nội xứ và 6 xứ, để chúng ta thấy rằng là không có một cái thực thể tự thực ngã gì ở trong, hay hoặc là một cái linh hồn gì ở chính trong bản thân của chúng ta. Thường thường trong một cái suy nghĩ chung ở xã hội đó, nếu là một người mà không có hiểu rõ về trong giáo lý vô ngã của Phật giáo đó, thì có lẽ là thường là chúng ta chắc có một cái gì đó
Và tùy theo một cái đó, chúng ta chấp để chúng ta đặt cho nó một cái tên, đó là linh hồn, đó là đại ngã, đó là tiểu ngã, đó là cái gì, cái gì đó, mà cái gì đó nó thường hữu, nó thường hằng, nó bất biến, thì cái này đó là lại sanh ra một cái ngã chấp, sanh ra cái ngã chấp. Và do vậy Đức Phật ngày dạy rằng nó là hãy quán về vô ngã, tức là thấy rằng ở trong con mắt của mình, tai của mình, lưỡi của mình, cái nhận thức, nhận xét của mình, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, hay hoặc là sắc thinh hương vị xúc, trong 12 xứ đó, 6 nội xứ và 6 ngoại xứ, thì không có cái gì được nào có một cái thực thể, thực ngã của linh hồn, hay là có một cái gì đó nó trường tồn bất biến. Trường tồn bất biến thì ở đây đó chúng ta thấy, để mà nhận thức được vô ngã, thì để mà bỏ được cái ngã chấp về 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 chính cái tôi, cái ta, hay cái nhận thức, cái tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi suy tư đó, thì không có cái gì là tôi. Khi mà mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc thì hả, có cảnh, có căn là mắt con ta của chúng ta, tức là cảnh sắc đối chiếu với lại một mắt của chúng ta, thì nhãn thức sẽ sanh khởi thôi. Rồi tùy theo cái lộ trình tâm mà ở đó nó tác động, nó để trở thành là cái vui, cái buồn, hay là cái thích thú, hay là cái không thích thú, cái chán ghét, hay là một cái bình thản, thì tùy theo cái tiến trình nội tâm của chúng ta giai đoạn này đó, thì chúng ta thấy rằng nó không có cả những cái bắt đầu sanh khởi cho đến khi nó kết thúc, thì không có một cái thực thể gì được gọi là một cái thực ngã của mình, hay là một cái linh hồn, hay là một cái gì đó gọi là trường tồn bất biến, hay là hằng ngũ duy nhất. Nếu mà mình nó có thức á, không á, nếu mà con người của chúng ta mà nếu chỉ có thức không thì cũng không được. Thức phải nương gá vào trong con mắt của chúng ta, về có cả cảnh, đó là cảnh mà do con mắt thấy, thì cảnh đó gọi là cảnh sắc. Cho nên không có cái gì gọi là gọi là thường hằng, bất biến, hay là duy nhất, mà đều là do nhân duyên, do cái điều kiện để họ thành. Thí dụ như con mắt chúng ta muốn nhìn được cảnh sắc thì cũng phải có con mắt, rồi phải có nhà cảnh sắc, rồi phải có ánh sáng, rồi có khoảng không giữa con mắt và cảnh, rồi có cái sự chú tâm, chú ý vào trong đó, thì chúng ta mới nhìn cái cảnh nó một cách rõ ràng, để chúng ta nhận thức như thế nào. Thì ở đây quán về vô ngã, để cái tâm của mình nó lột bỏ đi, nó lột bỏ đi những cái ngã chấp liên quan đến cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái nhận thức, cái suy tư của mình. Thì cái điều đó là do, cũng là một trong những cái cách tu của một cái vị hành giả. Cái thứ hai nữa đó, cái thứ ba nữa đó, là tưởng về một cái pháp nữa, nó là thường, nó là tưởng về bất tịnh. Tưởng về bất tịnh. Nói đến bất tịnh thì có lẽ là điều này muốn nói đến cái thực tướng của nó. Cái thực tướng của nó. Thường là chúng ta nghĩ rằng cái sắc thân của chúng ta nó là tịnh, là đẹp. Trong kinh nói rằng nếu mà nhìn với cái tịnh tướng thì phiền não sanh khởi. Nhìn với cái tịnh tướng, nếu con mắt mà chúng ta nhìn bằng cái tịnh tướng, hay tâm của chúng ta suy diễn về một cái điều gì đó là tịnh tướng, thực sự thật ra cái sắc thân của chúng ta dù là nam hay nữ, già hay trẻ, thì nó cũng là 32 thể chất giống nhau, thể trược giống nhau, từ tóc, lông, móng, răng, da, ruột, non, ruột, già, phèo, phổi, lá lách, hoành, cát, mô, mũ, máu, vân vân, tới 32 thể trược, 32 thể trược. Nếu mà chúng ta phân ra rõ thì rõ ràng là nó tới 32 cái thể trược, tất cả 32 thể tất cả, mà 32 thể này nên là đều là ô trược. Nếu chúng ta nhìn kỹ lại cái sắc thân chúng ta, nó được bao bọc bởi lớp da,
trong cái lớp da đó thì sẽ là lớp mỡ nha. Rồi lần lượt rồi là thịt, rồi bắt đầu là tới xương. Thì nếu chúng ta nhìn kỹ lại thì không có cái gì. Trong kinh ví dụ rằng cái thân của chúng ta thì nó giống như là một cái túi đựng đồ, những cái đồ quế trượt thôi. Đựng các cái tới quế trượt, bởi vì nếu mà nhìn kỹ lại chúng ta có cửu khiếu từ ở mắt rồi tai miệng hay là tiểu tiện gì đó, thì tất cả các cái thứ đó là 30 những cái khiếu mà nó sẽ bài tiết, nó sẽ bài tiết, những cái đó nó sẽ bài tiết. Nếu chúng ta nhìn kỹ lại, cho nên là quán về bất tịnh á, là quán về thể chất của mình. Mà ai nhìn bằng tịnh tướng, trong kinh nói rằng là mình do rằng nắm giữ tướng chung và nắm giữ tướng riêng đó, cho nên tha mái sanh khởi. Tha mái sanh khởi, nếu mà mình nhìn người khác giới, nhìn những người đồng giới hay là người như thế này thế nọ, đã người người gọi là nắm giữ tướng chung, tức là chỉ cho cái người già hay người trẻ, người nam hay người nữ, nhìn sự thật ra thì nếu mà mình nhìn mà mình không biết được là nam nữ thì nghĩa là mình không có biết nhận thức rồi, không biết nhận thức. Nhưng mà ở đây đó, nhìn chỉ là nhìn, thấy cũng chỉ là thấy thôi. Như là Ngài Xá Lợi Phất này nói là chỉ có sự thấy chứ không có người thấy, ví dụ vậy. Thì cái bất tịnh ở đây đó là chỉ cho các cái thể chất, các cái 32 thể trược đó nằm ở trong cái sắc thân này. Ai cũng vậy, nam hay nữ, già hay trẻ. Còn cái tướng riêng thì rõ ràng là mình nhận thức rằng là mình cho rằng đẹp bởi con mắt, bởi mũi, bởi tai, bởi màu da, bởi mái tóc, bởi tướng đi, bởi nụ cười, vân vân và vân vân. Thì xét thấy đó, cái thân này đó, nó đều là một trong những cái gọi là biết quế trượt. Thì cái quế trượt này là để chi? Để khi mà mình quán xét cái quế trượt, cái thân quế trượt như vậy đó, để mà mình thấy rằng là mình đừng có tham chấp vào trong, tham ái vào cái sắc thân này. Cho nên là bản thân của một người nào mà rõ ràng là chúng ta có thân ấy, thì nó giống như là một cái gì đó nó hệ quả của nó. Và không phải là chúng ta biết cái thân nó quế trượt như vậy chúng ta hủy bỏ nó một cách dễ dàng được, và cũng không phải là chúng ta chăm chút nó và thương yêu nó. Thật sự ra là như vậy, bởi vì hiểu là đó là khi mà chúng ta dính mắc với một cái gì đó trong sắc thân này thì đó là một trong những cái mối mà để cột chúng ta lại thôi. Cột lại để thấy 32 thể trược ở đây đó là để này, cái người tu tập á, thấy như vậy để nhàm chán. Mình thấy vậy mình mới đáng chán, nhàm chán cái thân này. Mà nhàm chán thân này không phải là nói như trong Phật giáo, không phải là người ta nói là nhàm chán cái thân này gọi là để mà mình quyên sinh, hay là để mình không có ăn uống, hay là mình không có tắm rửa, không có giặt giũ. Không phải vậy. Đã có thân này á, bởi vì sát quẩn á, là cần phải biết, sát quẩn cần phải biết chứ không phải cần đoạn. Sát quẩn là cái hệ quả mà. Cái hệ quả là do tha mái mà chúng ta tứ đại này, do tha mái mà chúng ta có ngũ quẩn này. Thì cái có ngũ quẩn này không phải là chúng ta để bỏ nó, đoạn diệt nó, mà cần phải nhận thức nó, thấy rõ, biết là 32 thể trược. Để chi? Để cái tâm của mình đừng có tham chấp bất cứ một cái thứ gì, dù là người đồng giới hay là người khác giới. Chúng ta dính vắt vào tâm tâm của chính mình, thân của chính mình, thì mình bị ái nhiễm của thân chính mình. Còn mình ái luyến với một cái người nào đó, một cái người đó khác giới hay cùng giới, thì rõ ràng là phiền não tham ái cũng sanh khởi. Như vậy thì quán về 32 thể trược, quán về 32 thể trược để ngăn chặn cái ái tham đối với sắc thân này, ngăn chặn với cái ái tham đối với sự ái luyến với nào đó, với một người khác giới hay là một người cùng giới. Thì như vậy là để chi? Chúng ta cũng là một trong những cái đề tài tu tập
mà một vị hành giả cần phải qua. Bởi vì mình tu á, không tu ở trong Phật giáo không phải là để van xin cầu nguyện không. Phật giáo không phải nhất thiết là phải là van xin cầu nguyện, không, việc đó không phải chính đạt. Mà cái tu ở trong Phật giáo là một điều là chúng ta hãy quán chiếu về chính tâm của mình, quán chiếu về tính tự thân của mình, mình mới thấy được là cái bản chất bất tịnh của nội thân. Vì khi mà mình nhìn đúng sự thật đó, giống như chúng ta thấy rằng cũng là một trong cái đề tài khi mà Đức Phật ngài gặp cha mẹ của Thứ Phi Magandhiya. Đức Phật ngài lúc đó là Thứ Phi Magandhiya là một cái người phụ nữ đẹp, và khi mà Đức Phật ngài để lại, do cái sự biến quá hiện nhân duyên của ngài, ngài để lại cái dấu bàn chân, thì hai ông bà này, cha mẹ Thứ Phi Magandhiya là cái người mà giỏi xem tướng mà, cho nên nhìn cái dấu bàn chân của Đức Phật in dưới đất thì cứ nói rằng người này nếu mà ở đời sẽ làm đế vương á, cho nên con của mình nó cũng có cái tướng gọi là gọi cái tướng sẽ làm một cái người người phụ nữ cao quý, hay là một cái tướng phụ nữ là sẽ trở thành một cái thứ phi hay là hoàng hậu của một vị vua. Cho nên là tính là định là ông bà tính kiếm Đức Phật lại để mà định gá nghĩa cho Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật lúc đó thì ngài mới giảng cho hai ông bà nghe về bất tịnh, về cái thân mà 32 thể được bất tịnh. Cho nên là hai ông bà nghe thì lại nhàm chán rồi chứng quả tu đồ vờ. Nhưng mà rồi Thứ Phi Magandhiya thì không có vậy, lại nuôi cái lòng thù oán, bởi vì nghĩ rằng Đức Phật nói mình là quế trượt dơ bẩn, bởi vì Đức Phật ngài nói đến bản chất thật. Thì bà cứ nuôi cái lòng quan trái trong lòng, sau này làm thứ phi cho vua Udena, cho nên là cột cái lòng quan trái đối với Đức Phật. Cho nên là khi Đức Phật đi khất thực đất thành là bắt đầu là kêu những cái người côn đồ du thủ du thực ấy, đến để chửi Đức Phật, mắng Đức Phật vân vân, bằng những cái từ rất là thậm tệ. Đức Phật thì ngạ nan chịu không nổi, cho nên là thưa với Đức Phật là nên đi chỗ khác. Đức Phật ngài ở đi chỗ khác rồi người ta chửi nữa rồi sao á. Thì những cái người này ngạ nan ngài mới nói rằng đi chỗ khác, thì người ta chửi nữa thì đi chỗ khác nữa. Đức Phật ngài nói không, mà anh em hả, mà phát sanh ở chỗ nào thì chúng ta phải biết kham nhận ở chỗ đó, chứ đừng có nên đi chỗ khác. Thì ở đây đó cũng là một cái đề tài mà hai ông bà cha mẹ của Thứ Phi Magandhiya lại là chứng quả thánh. Còn trong khi cũng cái đề tài đó Đức Phật ngài giảng, nhưng mà Thứ Phi Magandhiya đã nuôi cột quan trái đối với Đức Phật, mà quả thật là sau này bà ta làm thứ phi của vua Udena, và do vậy đó thì bà cột cái quan trái chửi Đức Phật như vậy. Thì ở đây nói đến cái việc mà một cái bài mà để quán hoặc là để phản ảnh lại cái hình ảnh cái đề tài để mà mình tu tập về vấn đề 32 thể trược, về sắc thân thể trược như vậy, để cái tâm của mình đừng có ái luyến với tự thân, hay đừng có ái luyến với bất cứ một cái gì từ hình là người khác, hay là trong nội giới hay là ngoại giới, để thấy những cái tình bất tịnh như vậy. Rồi bây giờ đó chúng ta thấy rằng đến một cái sự hiểm họa kế tiếp, tức là nói đến một cái đề tài mà Đức Phật ngài dạy rằng mình hãy quán tưởng quán tưởng về 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 mối hiểm họa, mối hiểm họa, tức là mình suy xét về sắc thân của mình. Vì khi mà mình có sắc thân này đó, bởi vì nếu mà mình sanh lại làm người á, thì là một cõi nhân loại, thân có ngũ uẩn có đầy đủ, nhưng mà chúng ta là do là sanh trong cái gọi là thai sanh, trong bốn chủng loại là noãn, thai, thấp hóa, ví dụ vậy, thì chúng ta là những cái loài người á, là cái cõi nhân loại á,
dường như là thai sanh, thai sanh tức là người mẹ sanh chúng ta ra. Và khi chúng ta nhìn lại nó là từ khi chúng ta bắt đầu có mặt ở trong lòng mẹ, rồi đến khi mà chúng ta được sinh ra đời, rồi chúng ta được nuôi lớn lên, nuôi lớn lên, rồi chúng ta nhắm mắt lìa đời đó, thì trải qua một cái thời gian như vậy thì khi đã có thân á, thì bắt đầu khởi cho sự khổ. Nói chung là cái sự hiện hữu của năm uẩn là sự khổ. Nhưng mà rồi đó là có cái xác thân này thì chúng ta thấy là có nhiều thứ hệ lụy lắm, có nhiều cái hệ lụy lắm, hệ lụy của sinh già bệnh chết, hệ lụy của đời sống mưu cầu cho cái sự sống, rồi biết bao nhiêu bệnh tật, rồi biết bao nhiêu cái tai nạn, rồi biết bao nhiêu cái chứng bệnh mà nó xảy ra trong cái thân này, rồi sự vui buồn ở trong tâm lý của mình nó diễn ra không thể nào nó không có. Ngay cả những người mà sống trong nhung lụa, nói như vậy họ không phải không có khổ nha. Cái khổ của họ không phải là phải là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để họ mưu cầu cho sự sống, không phải mưu sinh cho sự sống, mà họ khổ là vì họ cũng có thân này và họ cũng phải chịu bệnh già bệnh tật, cũng đâu có khác gì đâu. Cho nên là cuối cùng là họ cũng phải chết. Và khi mà mình nghĩ lại cái xác thân này đó là sớm muộn thì cũng phải, có lúc cũng phải bệnh, nhìn người ta bệnh mình cũng phải bệnh, không bệnh ít thì bệnh nhiều thôi. Nhìn người ta chết thì mình cũng phải vậy, suy nghĩ lại cái việc chết của mình, tức là mình phải quan sát lại cái sự chết của mình sớm muộn quán là cái sự chết của mình. Hay hoặc là mình thấy người ta bệnh thì mình cũng quan sát là mình cũng có ngày, có khi mình cũng phải bị như vậy, có khi mình cũng bị như vậy. Rồi có khi rồi người ta bị tai nạn như vậy thì có khi mình cũng bị, mình đâu có đoan chắc rằng là nghiệp trước của mình, đời trước của mình là như thế nào. Hiện tại đó là mình biết tu đó, thì mình không có không tạo nghiệp bất thiện nữa rồi. Nhưng mà trong biết đâu biết đời trước mình có tạo cái nghiệp bất thiện gì hay không, mà nó không phải là sanh báo nghiệp hay là hiện báo nghiệp của kiếp trước, mà nó lại là hậu báo nghiệp ở trong kiếp này. Ví dụ vậy, nó trở thành một lúc nào đó thì cái nghiệp nó theo kịp thì nó sẽ xảy ra thôi. Bệnh tật hay là tật tai nạn hay là tất cả các cái thứ thì nhìn lại đó thì chúng ta thằng có cái thân này thì mỗi người cảnh do cái nghiệp mà, cho nên rằng là người đã sanh ra làm người rồi thì mỗi người có cái nỗi khổ, và cái nỗi khổ nó không ai giống ai, nhưng mà có những nỗi khổ chung nhất là chúng ta cũng phải chịu sanh già bệnh chết, rồi bao nhiêu cái tật nguyện hay bao nhiêu cái khác là cũng có thể xảy ra ở trong đời sống của mình. Nhưng mà rồi là cái người sống trong nhung lụa đó thì họ cũng có cái khổ của họ. Rồi cái người mà sống ở một cái đời sống rất là cơ cực đó, rất là cơ cực đó, thì họ cũng có cái nỗi khổ của họ. Thì nếu mà mình quan sát như vậy đó, thì mình mới suy xét rằng cái nỗi khổ này đến với cái thân của mình đó, bệnh tật bất cứ lúc nào đó, để chúng ta thấy rằng là ngày nào mà chúng ta có cái thân này thì sự thật ra đó là nó là cái hệ quả. Và do vậy chúng ta mượn cái thân này để chúng ta ráng cố gắng giống như là một cái điều mà chúng ta tu tập đi, giống như một cái điều là chúng ta thực hành những cái thiện pháp đi. Bởi vì có cái thân này là một cái gì đó, chúng ta mượn cái thân đó, giống như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy rằng như từ những đóa hoa đó, đống hoa đó nhiều tràn qua được làm, cũng vậy thân sinh tử làm được nhiều thiện sự. Thì hả, đã có thân này rồi thì không phải có nghĩa là chúng ta phải hủy hoại cái xác thân này, mà chúng ta mượn cái xác thân này để chúng ta tu tập. Và mỗi một cái hành trình, mỗi một kiếp sống dường như là chúng ta góp nhặt lại cho những cái hành những cái thiện nghiệp của chúng ta để làm hành trang giải thoát trong tương lai. Nếu chúng ta chưa được giải thoát liền thì lúc nào chúng ta có cái thân này, chúng ta mượn cái thân này để chúng tu tập thì nó lợi ích hơn.
Thì ở đây khi quán quán về cái mối hiểm họa của nó đó, quán xét về cái mối hiểm họa như vậy, để chi? Để chúng ta thấy rằng một cái sự khổ nó diễn ra bất cứ thời điểm nào đối với chúng ta, và lúc nào mà chúng ta còn khỏe mạnh, lúc nào mà chúng ta còn sống còn ở đây, thì chúng ta nên cố gắng tận dụng cái thời gian đó để chúng ta tu tập. Chứ đừng để rồi một lúc nào đó mà chúng ta bị suy yếu đi, rồi chúng ta muốn muốn ngồi thiền niệm Phật, hay chúng ta muốn học Phật pháp, hay chúng ta muốn phục vụ gì đối với lại Tam Bảo, chúng ta không còn có một cái sức khỏe nữa, cái sức khỏe nè. Mà ngày tháng lụng thì nó qua mau, cứ quý vị thấy rằng nó là một ngày tháng trôi qua thì nó rất là qua mau. Đó là một trong những cái điều mà một vị hành nghĩ đến, hay hoặc là quán xét đến cái mối hiểm họa, để rồi mình suy xét, mình thấy rõ rằng có sắc thân này là khổ. Vậy đó thì mình nên cố gắng cần kiếp thực hành những cái thiện pháp ở trong đời sống hàng ngày, mượn cái thân này để chúng ta tu, chúng ta đừng bỏ xó với thời gian, bỏ uổng với thời gian, luống mất với thời gian. Thời gian thì luôn luôn trôi qua, tuổi thì càng ngày càng tăng, sức khỏe thì càng ngày càng giảm dần, chứ không ai nói là sức khỏe lại tăng dần đâu. Nó có tăng dần, nó có khỏe hơn là khỏe hơn lúc nào đó, lúc bệnh thôi, chứ không thể nói là nó khỏe hơn lúc mà chúng ta còn trẻ. Thì đó là như vậy. Cái pháp tưởng kế tiếp nữa là tưởng về đoạn trừ. Tưởng về đoạn trừ có nghĩa là một vị hành giả khởi lên một cái ý nghĩ, quan sát, quán xét, và khởi lên một cái ý nghĩ là trong cái suy nghĩ của mình, thường thường cái phương hướng chung là chúng ta bị dục tư duy nghĩ về những cái tham ở trong đời sống, tham tiền, tham bạc, tham danh, tham vọng, tham đủ thứ trong cuộc đời này hết á, rồi tham những cái sự thụ hưởng vân vân. Thì cái tham đó nó luôn luôn sanh khởi ở trong lòng, trong tâm, hoặc là có khi đó là chúng ta bực bội, tức tối, khó chịu với một cái điều gì đó. Không phải một một người nào đó làm mình buồn mà mình tức tối không, mà ở đây ngay cả trong lòng mình tự động mình khởi lên những cái sự bực bội, khó chịu, cũng có. Do vậy đó thì đối với mọi người đó, thì chúng ta thấy rằng là mỗi chúng sinh đều có nghiệp riêng. Dù mình có sân hận lên, hay là mình có nóng giận lên, mình có khẩu nghiệp bất, hay là có thân nghiệp bất thiện, có ý nghĩ bất thiện đi nữa, thì cái quả đó mình cũng lãnh thôi, chứ không ai tránh khỏi. Và do vậy đó thì mình thấy rằng là mỗi chúng sinh có nghiệp riêng, mình phải suy xét như vậy. Rồi là mình có dây cái nghiệp bất thiện thì mình cũng thọ nhận, lãnh lấy cái quả bất thiện đó mà thôi, quả khổ đó mà thôi. Cái thứ hai nữa là cái tâm của mình ở lúc mình vui, mình buồn, mình giận thì nó cũng phải nghĩ rằng, mình nghĩ rằng nếu mà mình trực nghĩ là mình giận như vậy đó, hay là mình nóng giận, mình bực bội, mình cột quan trái với ai đó, thì rõ ràng là nó không có bền vững, nó không bền vững đó, và cũng không có lợi ích gì cho mình. Rồi bây giờ là mình suy nghĩ về, suy xét về cái sự mà cột quan trái với một chúng sinh nào, một người nào. Khi mà cột quan trái thì sinh ra những sự thù hằn, và khi mà cột quan trái thì sinh ra sự day dứt, khó chịu từ nội lòng của mình. Và khi mà mình cột quan trái thì chính mình bị tự cột chính mình, chứ không ai cột mình. Không ai cột mình. Và điều đó, chỉ có mình biết tự mình mở trói cho mình, chứ không ai mở trói cho mình. Cho nên trong nước chung là mỗi người nghĩ đến cái dục tư duy, hận tư duy, tức là cái lòng tham, mình nghĩ đến những cái mỗi thứ trên cuộc đời này, mình tham cái này, tham cái nọ, nhiều thứ,
rồi mình bực bội, mình sân hận với cái người này ha, cái vật kia hay là cái việc nọ, thì như vậy nó cũng không tốt cho mình. Rồi mình nuôi cái quan cái thù hận để một một lúc nào đó mình trả thù vân vân, thì cái đó hãm hại làm tổn thương chúng sinh khác, thì rõ ràng là cái điều đó nó không có lợi gì cho mình hết, không có lợi cho mình. Khi mà mình nghĩ đến những cái tư duy như vậy là tư duy bất thiện, cái suy nghĩ như vậy là suy nghĩ bất thiện, cái phương hướng chung á của phàm phu là vậy. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ làm gì mình để cho tâm mình đừng có tham, mình tránh đi, tránh đi, hoặc là mình suy xét như thế nào để tâm mình đừng có sân hận, hoặc là mình suy xét như thế nào để rồi tâm của mình đừng có nghĩ đến những sự cọc quan trái hãm hại những chúng sinh khác, thì đó là chính là một mình có một cái tư duy gọi là chánh tư duy. Tư duy như vậy thì suy xét như vậy đó là một cái gọi là suy xét khéo, để rồi pháp bất thiện ở trong nội lòng của mình không có sanh khởi, không có sanh khởi. Thì đấy cũng chính là một trong những cái quán về những cái gì đoạn trừ, những cái pháp mà chúng ta cần phải đoạn trừ. Và tu tập như vậy đó là để đoạn trừ ba cái phiền não, là ba cái tư duy bất thiện đó, là dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy, để rồi là có những cái thiện tâm ở trong lòng mình mà như vậy. Bây giờ nói đến một cái pháp quán tưởng, cái pháp mà tu tập nữa là quán xét nữa, nó là gì? Đó là quán xét đến cái gọi là cái suy xét đến cái sự ly tham, cái ly tham. Bởi vì chỉ có cái ly tham á, cái gì mà chúng ta nhìn lại là cái gì là ly tham, trong cái chung nhất á, thì mỗi chúng sinh phàm phu có cái tham, dục ái, sắc ái hoặc là vô sắc ái, cái tham nào cũng có. Và chính cái tham này đó là một cái chất liệu để dắt dẫn chúng sanh sanh tử luân hồi. Và nếu mà nói là tập đế là một nguyên nhân sanh ra khổ, thì khổ đế là pháp mà cần phải biết, nhưng mà tập đế là pháp cần phải đoạn trừ. Đoạn trừ đó là mình phải làm sao đoạn trừ được ái tham, đoạn trừ được ái tham. Mà cái gì, cái chỗ nào, cái nơi nào hay là cái gì mới được gọi là đoạn trừ được ái tham, được ái tham, thì chúng ta phải quan sát là chỉ có một cái, ở đây chúng tôi tạm gọi là một cái nơi, nhưng mà phải nói là có một cái trạng thái, có một cái trạng thái tịch tịnh khi nào mình chấm dứt được ái tham, đó là niết bàn. Niết bàn, bởi vì trong cái định nghĩa của niết bàn á, có nghĩa là ly tham, là chấm dứt hoàn toàn được ái tham, hay là niết bàn là sự tịch tịnh vắng lặng, hay niết bàn vắng lặng đây là vắng lặng của năm uẩn, vắng lặng của phiền não, niết bàn là sự không còn tái hiện của năm uẩn nữa, ví dụ vậy. Thì ở đây đó là có thể nói là đặc tính của ly tham á, là chỉ có niết bàn mà thôi. Cho nên là khi mà mình niệm về cái mình suy xét về niết bàn á, suy xét về niết bàn á, thì mình mới thấy rằng á, là niết bàn là cái chữ chấm dứt thật, chấm dứt được ái tham, và chỉ có niết bàn là mới là sự tịch tịnh vững chắc, còn không có một cái cảnh giới nào, và cũng không có một cái gì đó mà gọi là nó là một cái trường cũ, hay là có một cái vĩnh viễn, mà nó là một, ở đây đó là bàn là một cái trạng thái tịch tịnh một cách cao quý nhất, không có một cái gì bằng. Dù là mình biết ra cái sự giải thoát thanh tịnh ở mức thấp, hay là tương tịnh ở mức trung bình, hay là thanh tịnh ở một mức cao, tức là tinh lương như là niết bàn, thì chúng ta thấy rằng là các cái mức độ trung bình hay mức thấp cũng có được cái sự, có được cái sự an lạc, nhưng mà sự an lạc nó không có lớn so với lại an lạc của niết bàn, an lạc của niết bàn. Cho nên khi mà mình thấy rằng niết bàn cũng đồng nghĩa là một người mà đạt trạng thái của niết bàn, đạt được cái trạng thái của niết bàn và gọi là hữu duy niết bàn, tức là một vị mà đoạn trừ được căn nhân sanh tử luân hồi, tức là đoạn trừ được tập đế, tức là ái tham không còn nữa, thì cái chuyện mà cái việc mà
hiện khởi của sự khổ nó không có. Và khi mà mình niệm về tịch tịnh của Niết Bàn á, mình mới thấy rằng rõ ràng là Niết Bàn là một cái phải vượt ra khỏi tất cả các pháp hữu vi. Hữu vi là gì? Hữu vi là những cái gì mà do nhân duyên để tạo tác. Mình nhìn lại ở trong trong thân của chúng ta là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn đều là pháp hữu vi hết. Như vậy thì hay hoặc là ở những cảnh vật xung quanh của chúng ta, từ cây cối, hoa lá, đất nước, vân vân, thì những cái gì mà nó có sinh ra, nó được tạo ra, thì nó sẽ bị hoại diệt. Mà Niết Bàn là không có chịu tác động của pháp hữu vi và không có hiện khởi của pháp hữu vi. Như vậy thì cái sự tu tập của niệm về tịch tịnh của Niết Bàn mới là sự hiểu rõ về đó, là sự vận hành của mọi cái pháp hữu vi được chấm dứt từ đó, được chấm dứt từ đó. Cho nên một vị A La Hán á, một vị A La Hán mà chứng quả vị vô sanh á, thì vị đó đạt được gọi là hữu duy niết bàn, tức là gọi là cái quả của luân hồi thì còn, quả của luân hồi ở đây là còn có cái thân ngũ uẩn này, cho nên là chịu cái sự bệnh đau già chết vậy thôi, nhưng mà cái nhân mà để sanh ra luân hồi nó không còn nữa. Còn cái vị mà A La Hán sau khi bỏ cái thân ngũ uẩn này rồi, trạng thái của tịch tịnh của niết bàn, bỏ cái thân ngũ uẩn này nữa, thì vị đó đạt được một cái trạng thái gọi là vô dư ý niết bàn, tức là không còn dư sót bất cứ một cái thứ gì nữa, kể cả cái quả, hệ quả của niết bàn đó là thân ngũ uẩn này cũng không còn. Như vậy thì khi mà mình niệm đến những cái sự mà ly tham đó, cũng cách để mà mình tu tập thấy được cái sự tịch tịnh đó là niết bàn. Ngoài niết bàn ra thì không có một cái gì tịch tịnh một cách tuyệt đối. Là như vậy. Bây giờ nói đến cái pháp thứ bảy, tức là mình quán xét, hay hoặc là mình phản ảnh về 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 đặc tính của niết bàn á, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng hành tướng về mọi cái thứ ở trên cuộc đời này, phiền não được chấm dứt á, phiền não được chấm dứt thì đạt được sự tịch tịnh, được sự tịch tịnh. Và khi nào mà phiền não không còn nữa đó, thì người đó mới không còn sự hiện khởi của năm uẩn nữa. Và khi mà niệm về đặc tính của Niết Bàn ở đây đó, thì là một cái pháp mà mình gọi là không phải gọi là hữu vi pháp nữa, mà gọi là vô vi pháp. Và vô vi ở đây là pháp mà nó không phải là do cái nhân duyên điều kiện để mà tạo ra. Vô vi ở đây là sự chấm dứt mọi, đoạn trừ mọi cái sự sanh y, sanh y của trong kiếp luân hồi, sanh y của thai sanh, sanh y của noãn sanh, sanh y của thấp sanh hay là quá sanh, không có hiện khởi nữa, không có hiện khởi nữa. Thì khi mà mình niệm về cái mình tưởng, quán tưởng về, quán xét về cái đặc tính của Niết Bàn như vậy đó, thì mình hiểu rằng là phiền não là một cái gì đó nó bợn nhơ, và khi mà còn bợn nhơ thì còn cái chất liệu để tạo nên cái đời sống luân hồi này. Và Niết Bàn là một cái pháp mà gọi là tịch tịnh, không còn hiện khởi hoặc hữu vi nữa, hữu vi nữa, lìa mọi sanh y như vậy, có nghĩa là về 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 sinh ở trong cái đời sống luân hồi của chúng sanh, từ ở noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, thai sanh không còn, và mọi cái nghiệp mà để chúng ta tạo, dù là thiện nghiệp hay ác nghiệp, không có, không có, cho nên là không có hiện khởi ở đây, để cái nhân mà tái diễn cho đời sống luân hồi kế tiếp nữa, không còn, không còn. Ở đây đó là một trong những cái pháp gọi là quán xét về, hay là phản ảnh về cái tu tập, cách tu tập của mình, để làm sao ở trong nội tâm của mình được sinh khởi, và
Chính vì vậy là một trong những cái đề tài tu tập, một cái pháp mà để cho một vị hành giả trau dồi, để được sanh khởi. Như vậy thì có thể nói rằng là những cái pháp này là những cái pháp mà để trau dồi, mà bằng gì, những gì, để làm sao mà cái trí tuệ của mình nó thật sự là nhạy bén, để mà mình nhìn về mọi cái khía cạnh, hay là mình tu tập bất cứ một cái đề tài nào mà để là chúng ta thấu đáo về cái đề tài đó, để làm sao dập tắt những phiền não, đoạn diệt những phiền não, thì đó là một cái điều mà chúng ta cần phải được, pháp mà chúng ta cần được phải sanh khởi và cần phải trau dồi. Mà trau dồi ở đây đó là có thể nói là trau dồi để làm sao trí tuệ chúng ta được nhạy bén mà thôi, là như vậy. Thì chúng tôi xin được dứt lời cái bài học hôm nay, mặc dù là còn nhiều cái ý nghĩa liên quan đến cái bài học này, thì một tí nữa Chư Tăng sẽ thảo luận bàn sâu rộng tiếp để chúng ta được hiểu lợi tiếp. Bây giờ chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm an lạc, chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú cái trường thưa tòa pháp tử, bất thưa tòa tiểu sư, thưa tòa có trước máy không? Nếu thưa tòa tiểu sư nghe được, xin thỉnh thưa tòa hoan hỷ trả lời cho câu thưa luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa tiểu sư, có nghe được không? Hôm qua có thỉnh thưa tòa tiểu sư và thưa tòa dùng cái phone, thành ra thưa tòa trả lời hơi chậm, chúng ta tưởng là thưa tòa không có mặt ở trước máy. Cái gì con hỷ chờ một chút. Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa tiểu sư, thưa tòa có ở trước máy và thưa tòa có nghe được không? Có lẽ thưa tòa tiểu sư không có mặt trước máy. Thưa tòa tiểu quyền có nghe được. Nếu thưa tòa tiểu quyền tỉnh, thưa tòa quan hỷ và trả lời cho câu thảo luận số 1. Thưa tôi tự quyền, ở đây chúng ta nói về bảy pháp tưởng, thì chúng ta thấy trong Phật học cái chữ tưởng là một chữ không có đơn giản. Thí dụ như thay vì chúng ta nói khỏi cõi không tâm thì chúng ta nói là cõi vô tưởng, hay là cõi phi tưởng, phi tưởng, có tưởng mà không có tưởng mà chẳng phải là không có tưởng, cũng chẳng phải không có tưởng, hay là chúng ta nói sắc thọ tưởng hành thức, thì tưởng đó thuộc về kinh nghiệm. Và ở đây pháp tưởng nhé, thì chúng ta nghĩ đó là sự suy xét. Thì tôi có nghĩ là chữ tưởng ở trong bảy pháp tưởng này có đồng nghĩa với chữ tưởng trong cõi vô tưởng hay là trong tưởng quẩn không? Xin kính thỉnh thưa tôi tự nguyện. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Dạ thưa đại chúng, được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Quân, cảm ơn đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và Chư Tăng. Và chúng con kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Việt Nam, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Phật Tăng. Thượng tọa Bất Hành, đại đức Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Chào đến quý cô nữ cùng chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Câu hỏi rằng chữ Sanya dịch là tưởng có đồng nghĩa với cái chữ tưởng trong cõi vô tưởng hay là tưởng quẩn? Thì kính thưa quý vị, điều thứ nhất chúng ta nói trước một cái chữ Sanya, thì dầu cho là chữ tưởng quẩn thì cũng Sanya hành thác. Chẳng qua nó chia Sanya hành thác thì cái chữ tưởng ở đây, trước cái chữ tưởng mà là nó rộng, nhưng cái tưởng quẩn thì nó rộng hơn. Cái chữ tưởng quẩn thì chữ khanh thá là quẩn, mà chữ sanh nha có nghĩa là tưởng, chữ ghép lại thì sanh nhất khanh thá. Thì ở đây thì chúng ta biết là cái chữ tưởng nó đồng nhất như vậy. Một điều thứ hai mà
chúng ta cũng cần phải hiểu, đó chính là bây giờ nói rằng tưởng, gọi là tưởng quẩn, thì nó có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Sắc là tưởng, hành và thức, thì mỗi cái tưởng này, nó cái chữ tưởng này nó không phải là một cái chữ tâm mà nó rộng, cái chữ tâm mà nó rộng rộng lớn như vậy, mà nó chỉ là tưởng ở đây, ở trong các cái hành tướng của chính nó. Còn cái chữ tưởng quấn mà có trong cổ vô tưởng hay không, đã gọi là vô tưởng, thì trong cổ vô tưởng không có, không có tưởng. Bởi vì đã gọi là vô tưởng thì tưởng quấn ở không có mặt ở trong cổ vô tưởng. Cổ đó là cõi, cõi không tâm, do cái thiền chứng. Và đây là một điều mà đặc biệt, mà khi mà những chúng sinh mà sanh về cõi này, bởi vì khi mà họ chứng đắc, nhiều khi chứng đắc thiền, họ quán, họ có thể họ quán là có lúc họ sanh về cõi vô tưởng, bắt đầu họ mới họ thấy có những lúc mình không tâm, rồi có những lần một số, nếu như không có một cái nền tảng, không có một cái duyên với con đường giác ngộ, thì họ rỡ dễ rơi vào ngay cả động kiến, họ thấy không có cái gì hết. Cho nên vì vậy cái chữ tưởng này nó đồng nghĩa với tưởng quẩn hay không, thì sinh sắc sinh trước đây cái nhìn tư vận của nó, thì trong chữ tưởng là sanh nha, mà đồng với cái chữ tưởng quẩn hay không, thì là tính như cái chữ sanh nha này là rộng hơn. Sanh nha khai thác cái tưởng quẩn thì nó rộng hơn là cái chữ tưởng. Thí dụ bây giờ chúng ta nhớ lại, chúng ta hay chúng ta tưởng nhớ ra một cái việc này, chúng ta tưởng nhớ ra một kia, thì ở khuôn biên khuôn bờ đó, nhưng cái chữ tưởng, nếu như cái tưởng tông trong tưởng quẩn thì nó rất là lớn, thì đây chính là cái sự hiểu của con là vậy. Không biết là nó có sự chính xác hay không, ở đây có thể có sư phụ Thị Siêu, xin sư phụ Quang Nghĩ xác định lại, hoặc quý ngài có thể xác định lại con có đôi điều truyền bày như vậy. Nếu có đi cầu một phút thì cũng cùng tỉnh ngài Nam Mô Bổn Thầy nhé. Sa thú cái trường sư tọa tuệ quyền. Thưa vị, chữ tưởng là một thuật ngữ Phật học mà rất là dễ hiểu lòng, tại vì chúng ta có nhiều cái cách dùng khác nhau. Chữ tưởng thường dịch trong tiếng Anh perception và nhận thức. Nhận thức là cái biết của chúng ta, và cái biết đó nó dựa trên cái kinh nghiệm quá khứ. Ví dụ như một người chưa bao giờ thấy tiền, họ thấy tiền họ không biết đó là tiền, nhưng một người thấy tiền họ biết đó là tiền, tại vì cái kinh họ đã từng biết đó là tiền. Thì chữ tưởng đôi lúc trong danh từ Phật học được đồng nghĩa với chữ tâm, như mình nói khỏi vô tưởng hay là phi tưởng, phi tưởng tức là có tâm thức mà cũng không phải có tâm thức, hay là khỏi vô tưởng là khỏi không có tâm. Chữ tưởng nó không đơn thuần là tưởng quẩn không, tại vì năm quẩn, bốn quẩn là thọ tưởng hành thức đi chung với nhau, thì tại sao không gọi là gọi vô thức hay là vô thọ hay là vô hành mà gọi là vô tưởng? Thì chữ tưởng nó khỏi vô tưởng, chữ tưởng nó đồng nghĩa với chữ tâm, và khỏi không tâm. Thì thưa quý vị, chữ tưởng trong tưởng quẩn nó có một ý nghĩa đặc biệt, đó là cái sự từng trải hay sự trải nghiệm. Và cái gì mà cái kinh nghiệm trải nghiệm đó là tưởng tưởng quẩn. Và cái chữ sanh nha ở tại đây đó không phải là tưởng nhớ quá khứ, sanh nha ở đây là chiêm nghiệm. Chữ sanh nha ở đây là chiêm nghiệm, vậy chưa đúng, bảy cái pháp để chiêm nghiệm. Thì chiêm nghiệm là như vậy, là thí dụ mình chiêm nghiệm về vô thường, mình mới gặp một người mà mình nhớ rằng 10 năm trước đây mình gặp người đó còn trẻ, bây giờ gặp người đó tóc bạc trắng rồi, thì cái đó mình chiêm nghiệm đúng là vô thường. Hay hoặc giả là mình mới ăn món đồ gì vào xong cái mình bị buồn luôn, mình ói mửa ra. Khi mình nhìn thấy những ói mửa rất là ghê gớm, mình biết rằng thực phẩm
khi mà ăn vào thực phẩm nó chưa tiêu á, cái thực phẩm ở ngoài nó ngon nó sạch như vậy nhưng mà đụng tới thân thể bây giờ nó bất tịnh như vậy đó, thì cái đó là sự chiêm nghiệm về bất tịnh. Thì sự chiêm nghiệm ở đây đó, nó mang hai ý nghĩa là, một đó, là mình ghi nhận thực tại, hai là mình so sánh, mình phân tích đó. Thành ra cái chữ tựa tưởng ở đây phải hiểu chiêm nghiệm, chứ tựa tưởng ở đây không phải chỉ là nhớ biết, chiêm nghiệm nghĩa là suy xét. Chúng ta phải rất là cẩn thận về điểm này. Thì đó, tên thừa tọa có còn ở trước máy không? Xin thỉnh thừa tọa hoan hỷ trả lời cho cô thơ lục số 2. Một lần nữa xin hỏi thừa tọa Học Tân có mặt ở trước máy không? Dạ. Thừa tọa Tân ở trong những cái pháp quán này đó, thì có hai cái pháp quán. Hai pháp quán cuối cùng là thứ 6 và thứ 7 là quán về sự ly tham hay là vô nhiễm. Đúng là đó là quán về ly tham và quán về đoạn diệt. Thì ở trong chú thích đó là quán về trạng thái niết bàn. Có hẳn như vậy không? Nếu chúng ta chưa chứng niết bàn mà chúng ta tưởng tượng chúng ta quán về niết bàn, có phải sự tưởng tượng hay không? Hay là chúng ta quán về đặc tính ly tham để chúng ta cảm nhận về cái sự cao cả của niết bàn? Hay là chúng ta niệm về cái sự tịch tịnh để chúng ta cảm kích cái giá trị của niết bàn? Xin kính thỉnh thưa tọa Học Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Tề Quyền, Đức Quyền Thông cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Theo con thì con nghĩ rằng thượng tọa đã nêu gọi là cái hai cái pháp tưởng số 6 và tập tưởng số 7 đấy, thì một cái là tưởng về ly tham, một cái tưởng về đoạn diệt. Thì con nghĩ rằng là cái pháp tưởng mà gọi là ly tham là số 6 á, thì con nghĩ rằng khi mà mình nghĩ tưởng đến niết bàn á, thì cái phương hướng chung á, thì cái sanh phàm phu á, thì bị cái tham chi phối. Khi mà mình niệm về cái tưởng về cái ly tham á, là một trong những cái đặc tính mà mình biết rằng là sẽ đưa đến cái niết bàn. Bởi vì chỉ có niết bàn là sự tịch tịnh, niết bàn là cái sự tịch tịnh. Hả, còn tham thì là còn sanh tử luân hồi, còn tham thì còn bao nhiêu cái hệ lụy khổ đau khác. Và ở đây đó, khi mà mình niệm đến cái ly, mình quán xét hay hoặc là mình suy xét về cái đặc tính ly tham á, thì mình mới thấy rằng là niết bàn là cái chỗ mà chấm dứt tham, cái trạng thái mà chấm dứt tham, trạng thái của một người tu tập đã đạt được cái sự chấm dứt tham đó. Thì cái sự chấm dứt tham đó thì phải nói nó là nó không còn hiện khởi của tất cả các cái sự vận hành của các cái pháp hữu vi. Con nghĩ là như vậy. Khi mà mình niệm đến cái sự ly tham á, là để sanh ra một cái tâm quan hỷ, cái hỷ lạc. Bởi vì mình thấy cái sự tịch tịnh của niết bàn là chấm dứt tham, cho nên là mình suy xét về những điều đó, hay là mình giống như thường gọi nó là sự chiêm nghiệm về những điều đó, để rồi mình có một cái sự hỷ lạc và mình thấy rằng niết bàn mình là sự tịch tịnh hoàn toàn. Còn cái pháp mà niệm thứ bảy gọi là cái việc mà niệm suy xét về sự đoạn diệt đó, thì ở đây mình biết rằng là khi mà một vị hành giả mà chấm dứt hết tất cả các cái phiền não thì vị đó đạt được cái trạng thái của niết bàn, trạng thái của niết bàn. Dù là vị ấy chưa có phải là đạt được, vị ấy chưa còn cái thân ngũ uẩn này, nhưng mà rồi đó thì
một người mà niệm được cái sự quán xét về cái sự đoạn diệt tưởng được đó, thì ở đây con nghĩ rằng khi mà mình suy xét như vậy thì mình thấy cái đặc tính của Niết Bàn là nó không có phiền não, và đặc tính của Niết Bàn là chấm dứt tất cả các cái pháp hữu vi. Bởi vì hữu vi á, thì mình biết rằng sắc quẩn cũng là hữu vi, thọ quẩn cũng là hữu vi, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì nói chung là còn năm quẩn, còn cái sự hiện khởi đó, thì nó có cái nhân duyên điều kiện để sanh khởi. Nhưng Niết Bàn thì có nghĩa rằng cái điều đó là cái để mà mình niệm cái sự tịch tịnh. Bởi vì Niết Bàn là cái sự mà chấm dứt hoàn toàn các cái pháp hữu vi như vậy, thì từ đó đó thì con nghĩ rằng một trong những cái cách tu tập của một cái vị hành giả để trau dồi, và khi mà mình đoạn trừ hết tất cả các cái sự hiện khởi ở trong một cái sự hiện khởi của pháp hữu vi, trong đó có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, nên mình niệm về sự đoạn diệt ở đây, con nghĩ rằng là một cái vị hành giả tu tập để mà mình thấy được sự tịch tịnh của Niết Bàn, mà Niết Bàn là cái trạng thái hoàn toàn chấm dứt tất cả các vô vi, phiền não cũng nằm ở trong đó, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, thì cũng từ ở các cái pháp hữu vi đó mà ra. Nếu một người mà tu tập để đoạn trừ hết tất cả những cái phiền não, hay là thấy được là một người mà đoạn diệt hết tất cả phiền não, đó là đạt được cái trạng thái của Niết Bàn. Con xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Có điều chi chưa có rõ hay đủ thì con thỉnh thượng tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trưng thưa Phật tử. Và đúng như vậy. Thật ra thì chúng ta có cách để chiêm nghiệm sự ly tham, chiêm nghiệm sự tịch tịnh, để chúng ta hiểu Niết Bàn, chứ không phải chúng ta quán Niết Bàn để chúng ta hiểu tịch tịnh, hay không phải chúng ta quán Niết Bàn để hiểu ly tham. Thì lát nữa chúng tôi sẽ đi lại bảy pháp tưởng này, bảy pháp chiêm nghiệm này rất là quan trọng ở nhiều điểm, nhưng mà chúng ta phải dịch trở lại một chút, tại vì nó có những từ vựng mà nó không có, có nó hơi không ổn một chút. Mà thì tôi thưa sư, thì tọa có mặt ở trước máy không? Và thì tọa có nghe được không? Nếu thì tọa tôi siêu đang có mặt trước máy, xin thỉnh thượng tọa và nghe trả lời cho cô thủ luôn. Thì tọa pháp đăng có nghe được không? Nếu tọa pháp đăng nghe được xin thỉnh thì tọa đang trả lời cho cô thủ luôn số 3. Một lần nữa xin hỏi thì tọa pháp đăng, thì tọa có nghe được không? Dạ. Thì pháp đăng, chúng ta thấy trong bảy cái pháp tưởng hay bảy pháp chiêm nghiệm này đó, là tưởng về vô thường, lại không nói về khổ não, mình đi thẳng vào vô ngã. Thường mình nói là vô thường, khổ não, vô ngã, nhưng mà thay vì nói về khổ não thì chúng ta thấy không phải tưởng về bất tịnh, là tưởng về hiểm họa. Ở đây cái chữ tưởng về đoạn trừ hay đoạn tận, ở đây tức là đoạn trừ ba tà tư duy. Nhưng mà chúng ta nói về tưởng bất tịnh và tưởng hiếm họa, thì tại sao chúng ta không có cái pháp tưởng về khổ não và tưởng về bất tịnh và tưởng về về hiểm nạn đó? Nó có phải là nói về vụ khổ não không? Xin ý kiến của thượng tọa pháp đăng. Alo. Thì trong cái câu hỏi, cái câu thảo luận số 3 mà thượng tọa hỏi đó, thì con xin có cái ý nghe suy nghĩ như thế này. Bởi vì thường thì chúng ta thấy rằng nếu mình nói về ba pháp á, thì mình thấy rằng vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà ở đây thì chúng ta học bảy pháp. Nhưng mà tại sao không nói về khổ mà nói đến cái hiểm họa?
Thì thật sự đó thì nói khổ thì cũng là một cái cách Đức Phật trình bày, về nói về cái hiểm họa nó cũng là một cái cách Đức Phật trình bày, nó cũng mình có thể hiểu rằng nó khác cái từ ngữ thôi, chứ còn cái lý pháp đó, thì nó cũng giống nhau. Bởi cái hiểm họa thì chúng ta thấy rằng mình nghĩ rằng nhá, cái con người của chúng ta đó thì biết bao nhiêu cái hiểm họa. Chúng ta thấy cũng ví dụ như giờ mình nói rằng cái bão, cơn bão mà đi vào trong nước Mỹ đó thì tin thì tổng thống Donald Trump tính lấy cái bom tử thả vào trong trung tâm cái mắt bão đó. Nhưng mà thật sự ra thì nó sẽ biết bao nhiêu cái còn kinh khủng hơn nữa khi mà tính đến cái hiểm họa khác nữa. Nên họ mới sợ điều này điều kia, và nếu mà có thể tránh được cái mắt bão đó thì cái sự công phá nó phải nhiều đến mức độ nào. Thành ra nhiều khi họ cũng sợ những cái hiểm họa khác. Thật sự cái hiểm họa mà do bão mang lại đó thì nó cũng là cái hiểm họa. Vì người ta biết, người ta dự báo biết rằng nó sẽ tàn hại đến mức độ nào ở trong cái vùng đất liền mà cái bão nó vào. Nhưng mà những cái khác nó cũng kinh, rất kinh khủng. Thành ra khi mà chúng ta tưởng cái hiểm họa đó, bởi cái khổ mà mình nói, rồi bây giờ cái hiểm họa mà mình nói đó, thì cái hiểm họa nó cũng kinh khủng lắm quý vị. Cái hiểm họa là cái gì mà Đức Phật nói rằng mình có cái thân đó, thì bao nhiêu cái sự khổ đau đó nó đang chờ đón chúng ta. Thí dụ mình nói rằng mình có cái thân thì cái khổ á, như khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, người thương, ba người ghét với gần, cậu muốn không được. Nhưng mà thật sự cái hiểm họa thì cũng kể những cái điều đó hết quý vị. Cũng kể hết những điều đó. Ví dụ giờ chúng ta thấy trong bài kinh Đại Cổ Uẩn, Đức Phật nói rằng đi tìm cái vị ngọt của dục đó, mình làm nghề nghiệp đó để phục vụ cho mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ. Nên người ta phải đi làm biết bao nhiêu cái nghề nghiệp, và trong bao nhiêu cái nghề nghiệp đó thì bao nhiêu cái hiểm họa đang chờ đón họ. Bao nhiêu cái hiểm họa đang chờ đón họ. Thì cũng giống như mình nói rằng mình có rồi có khổ vậy đó. Ví dụ mình có cái thân, có bao nhiêu khổ nó chồng lên cái thân này, nên gọi là khổ khổ hay là hoại khổ hay là ngũ thủ uẩn khổ. Thì thật sự ra cái hiểm họa nó cũng tương tự như vậy thôi quý vị. Cái hiểm họa nó cũng tương tự như vậy thôi. Nó khác về cái từ ngữ thôi. Những cái gì mà nó dồn đến cái thân chúng ta thì nó cũng giống như vậy thôi. Bấy cái hiểm họa từ nước, từ lửa, từ vua, chúa, từ trộm cướp, từ người thừa tự tài sản, họ chiếm đoạt tài sản, hoặc là hiểm họa từ những cái loài phi nhân. Hiểm họa từ những cái động đất, sóng thần, rồi thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, biết bao nhiêu cái việc đó nó sẽ chờ chúng ta quý vị. Nên đó, theo con nghĩ rằng cái tưởng mà nói về khổ mà Đức Phật thì không nói ở trong bảy cái pháp này, mà ngược lại cái hiểm họa, thì con nghĩ rằng nó cũng tương tự như vậy. Con nghĩ rằng nó tương tự như vậy, vì cái hiểm họa đó là những gì mà nó sẽ xảy đến thôi, nó sẽ xảy đến với chúng ta, không thể nào tránh khỏi, không thể nào tránh khỏi. Ví dụ giờ mình thấy rằng con người của mình sống, mình biết bao nhiêu cái chuyện mà chiến tranh là mình nói vậy chứ, thật sự nó cũng xảy ra với mình thôi. Không ít thì nhiều, thiên tai, lũ lụt, động đất, sóng thần, rồi nguyên tử, rồi chiến tranh, rồi những cái sự tàn hại lẫn nhau nó sẽ xảy ra thôi, không thể nào không xảy ra. Thì nó cũng như vậy. Bởi vì khi mình đến cái hiểm họa thì chúng ta thấy rằng cái từ hiểm họa là một cái thuật ngữ trong Phật học, mà khi nói đến nó cũng không khác gì cái khổ. Cái khổ mà nếu nêu những cái khổ, nhưng mà cái hiểm họa nó cũng sẽ xảy ra tương tự như vậy thôi. Nó chỉ khác nói về cái khổ sẽ xảy ra, còn cái hiểm họa thì lúc nào nó cũng sẽ xảy ra, nó cũng tương tự như vậy thôi. Như vậy thì theo con á, thì con nghĩ rằng á, bảy cái pháp mà Đức Phật ngày nói ở đây mà không nói đến khổ, nhưng mà đến hiểm họa, thay vì nói đến vô ngã, vô thường, nhưng mà không có nói đến khổ, thì cái hiểm họa nó cũng tương tự như vậy. Con nghĩ rằng nó cũng là cái pháp mà Đức Phật ngày trình bày để cho mình thấy rằng những cái từ ngữ thì nó có khác với nhau, nhưng mà về cái lý pháp thì nó không khác với nhau. Con suy nghĩ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi biết lại thượng tọa, nếu cái gì cần nói thì xin thượng tọa thêm.
sa thủ cái trường thì tập hợp tình à, thì tập hợp đồng à, bạch chi tôn đức và thưa quý phật tử xin được có vài điều để chia sẻ về bảy pháp tưởng này. Chúng ta sống và đôi khi đọc Phật pháp chúng ta nghĩ rằng đây là những cái gì mà chuyên cho những vị hành thiền, hay là chúng ta phải nhìn một cái khía cạnh rất là đạo đức luân lý để mà chúng ta thực hành những điều này. Kỳ thật thưa quý vị, đây là những cái nhìn của một vị hành giả mà ở trong kinh gọi là khéo nhìn, hay là Yoniso Manasikara. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là buổi sáng nay mình thức dậy, mình cảm thấy trong người rất là khó chịu, muốn buồn nôn hay là chóng mặt, nhức đầu. Và thường thường khi con người mình cảm thấy bị bệnh đó, mình cảm thấy khó chịu. Nhưng mà với một vị mà có cái hiểu biết và có sự tu tập đó, thì vị đó có nhiều cách để nhìn vào cái hiện tượng này. Thí dụ như là hôm qua trong mình đang khỏe, bữa nay tự nhiên mình bệnh. Thay vì mình bực mình với cái bệnh đó, đó thì mình có thể thấy rằng ồ, đây là vô thường. Dạ. Cái bệnh hôm qua không có mà bữa nay nó sanh khởi, đó là vô thường. Hay hoặc giả là mình thấy tóc trên đầu mình bạc, giờ mình nhớ cái thời nào đó mình trẻ trung, tóc mình đen, bây giờ tóc mình bạc, cái đó mình thấy đó là vô thường. Và rồi mình cũng chiêm nghiệm cái sự vô ngã của đời sống. Sự vô ngã của đời sống nó có một cái điểm như vậy là nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta không có cái chủ quyền để kiểm soát hoàn toàn. Chúng tôi nhớ rằng có những khi mà có những phái đoàn chư tăng, như chư tăng Việt Nam có phái đoàn qua bên, có cái chương trình qua bên Mỹ, nhưng mà sau đó thì sau khi sắp xếp chương trình tất cả mọi thứ xong hết thì chúng tôi nghe có lý do này lý do khác lại hủy bỏ đi. Thì có một số vị họ hơi thất vọng, tại vì các vị hỏi chúng tôi rằng ôi sao nghe chưa tăng qua rồi không qua, thì chúng tôi chỉ cười và nói rằng cuộc sống nó vô ngã, có nhiều khi nó có lý do này, có lý do kia, có lý do nọ, thành ra mình tính là mình tính nhưng nó không hoàn toàn là nằm ở trong cái trụ tính của mình. Bởi vì có nhiều khi là người này muốn người kia không muốn, hay là thuận với người này không thuận với người kia, hay là thích hợp người này không thích hợp người kia, nó có nhiều thứ. Và cuộc sống nó vốn do nhiều nhân nhiều duyên, và bởi vì cuộc sống nó quyết định bởi nhiều nhân nhiều duyên, bởi vì ngay chỗ đó là vô ngã. Đơn thuần như vậy. Hôm nay chúng ta dự định đến một cái nơi nữa đẹp để thăm viếng, mà trời mưa thì chúng ta đâu kiểm soát được trời mưa, cái đó chúng ta hiểu nó là vô ngã. Hay hoặc giả là có nhiều khi mình rằng người muốn không bằng trời muốn, hay là nó có yếu tố này yếu tố khác, thì cái đó chúng ta quán về vô ngã. Rồi chúng ta quán về bất tịnh. Dạ, bất tịnh tức là mình làm sao đó để mình giảm bớt đi cái đam mê. Dạ, cái đam mê ví dụ như một cái bộ quần áo mới mà đẹp, mình mua ở đâu đó về nó rất đẹp, rất mới. Mình mặc thời gian nó nhầu đi, nó dơ đi, thì rõ ràng khi nó đụng vào thân thể mình thì mình thấy cái thân thể mình rất là bất tịnh. Dạ. Thân thể mình nếu mà một ngày không tắm có cái mùi chua hay mùi này cũng bất tịnh. Chúng ta hiểu như vậy. Hay là như chúng tôi nói rằng thực phẩm bày trên bàn rất là ngon, rất là đẹp, đụng vào thân người mình đã bất tịnh, thì cái đó cũng là một cách để mình chiêm nghiệm sự bất tịnh của đời sống. Rồi thứ thì chúng ta chiêm nghiệm về cái hiểm nạn. Hiểm nạn tức là những cái bất trắc ra trong cuộc sống này. Sự bất trắc ở đây đặc biệt là đối với cái bệnh hoạn của sắc thân. Đức Phật ngài dạy rằng thân của chúng ta là một ổ bệnh tật. Mà quả thật chúng ta sống thời bây giờ đó, nó cái thân của mình đó, dù nó có đẹp, nó có mỹ miều tới đâu đi nữa, nhưng mà rồi thưa quý vị, nó có nhiều cái khả năng là nó bị bệnh. Trong kinh nói một số chứng bệnh như là bệnh ngoài da, như là bệnh đường tiêu hóa, bệnh phong hàn, bệnh này bệnh kia. Nhưng mà ngày nay khi mà chúng ta biết càng ngày càng nhiều thì nó có không phải là hàng trăm thứ bệnh mà hàng ngàn thứ bệnh.
không phải chứng hàng thứ bệnh mà nó có vô số bệnh, bao nhiêu bệnh, nghĩa là cái thân này thưa quý vị, nó luôn luôn có khả năng trái gió trở trời, bệnh ngoài da, bệnh đau răng, bệnh tiểu đường, bệnh này bệnh kia, thân mà đúng là lỗ bệnh tật. Chúng ta phải nhìn thấy thân lỗ bệnh tật như vậy, nhưng mà nếu bình thường thì chúng ta không thấy, nhưng mà nghiệm cho kỹ thì mình thấy rằng ở đó nó giống như là mình mua chiếc xe về, mình chỉ thấy xe đẹp mình mua về, nhưng mà mình không biết là cái loại xe ra đời xe đó nó vốn nó bị nhiều hư, bữa nay nó hư này, mai nó hư kia, mốt hư nọ, và nếu mình nhìn nó thường thì mình sẽ không có dính mắt đó, như là cái ấn tượng đầu tiên mình thấy về đó. Bây giờ mình cái chiêm nghiệm về sự đoạn tận, sự chiêm nghiệm đoạn tận ở đây là đặc biệt là chúng ta nói về đoạn tận ba cái tà tư duy, là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Cái dục á là cái dính mắt, sân là sự bực bội, và cái hại tư duy là hận thù và hận thù. Cái ở đây đó, khi nào mà mình trút được một cái gì đó, mình dứt được một cái trạng thái như là sự bực bội. Giả sử như bây giờ mình thấy ai, mình ở gần ai mình bực bội, họ cái đó là sân thôi. Nhưng mà khi mà mình thù họ đó, thì thưa quý vị, thưa quý vị, người ta nói khi thương thương cả lối đi, khi ghét ghét cả trong chi họ hàng, mình ghét họ, mình thù họ, rồi mình thù đến những người thân của họ, thù với những người ủng hộ họ, rồi thù thế này thế kia. Mà khi nào mà mình hóa giải được hận thù đó, mình dứt không hận thù đó, thì trong lòng mình rất là thanh thản. Cái này nó cũng là một cái kinh nghiệm rất là quý báu của đời sống. Dạ, kinh nghiệm quý báu đời sống. Mình lâu lâu mình ngồi mình nhìn lại thì coi, khi mà mình giận ai, mình thù ai, nó được cái gì? Dạ, nói theo trong kinh hỏi mình được cái gì? Ăn không ngon, ngủ cũng đêm yên, mình trăng động. Cho đến khi nào cái tâm của mình đó, mình nhìn vấn đề nó nhẹ nhàng đi, thì tự nhiên mình cảm nhận được cái hạnh phúc của sự đoạn diệt của ba cái tà tư duy. Thật ra đây không phải là một điểm dễ dàng. Thay vì mình phải tự nói với chính mình là cái này là dục tư duy là sai lầm, sân tư duy sai lầm, hại tư duy sai lầm, thì mình chiêm nghiệm lại những giờ phút mà những cái đó nó được đoạn tận. Ví dụ như mình dính mắc cái gì đó mà bây giờ mình dứt được cái sự dính mắc đó, ví dụ mình bực bội người ta, bực bội chuyện gì đó, bây giờ mình chấm dứt sự bực bội đó, hay là mình hận thù ai đó mà mình chấm dứt hận thù đó, cảm thấy trong lòng mình nó trút được gánh nặng. Giống như quý Phật tử mà có một cái món nợ nó cứ đeo hoài, mà khi cái món nợ đó mình trả hết nợ, mình cảm thấy là hạnh phúc cũng vậy. Những lúc mà mình dứt được những cái tà tư duy đó, trong lòng mình nó thanh thản. Ở đây các vị thiền sư đó, khi mà mình sống ở trong trường thiền, nhất là ở trong trường thiền thì đỡ, mà ở trong những ngôi chùa mà chư tăng sống chung với nhau đó, đôi khi có những cái bực bội. Chúng tôi lấy ví dụ như là một cái người lúc chúng tôi ở chùa Vajranachat thì có một cái bị say di đó, người Đức vào chùa tu, mỗi lần lên ngồi thiền lại buồn ngủ, mỗi buồn ngủ thì lại ngái đó. Ngái cái tiếng ngái nó giữa chỗ ngồi thiền đó. Thì ngày thứ nhất thì các vị mọi người im lặng, nhưng ngày thứ hai có những người rất là bực bội bắt đầu họ nói, thì đem chuyện nó lên trình với ngài cả. Ngài nói cái đó là cái nên dùng để quán tưởng về cái sân tư duy của mình. Thay vì mình hành thiền, mình nghe tiếng ái thì mình biết rằng người đó đó họ hôn trầm, họ có tiếng ái là được. Nhưng mà mình còn nghĩ mình bực bội, tại sao cái người này hành thiền mà không chịu hành thiền mà ngủ rồi còn ngái làm phiền để đại chúng, rồi mình nghĩ càng nghĩ càng bực bội. Thì cái đó là cái chuyện tu trong đời sống của mình. Đời sống hàng ngày mình sống chung đụng tiếp xúc với nhau thì nó có chuyện này bực mình, chuyện kia bực mình. Và đừng tìm cách để giải quyết cái chuyện đó bằng cách là mình nói nặng nói nhẹ người đó, mà mình giải quyết cái chuyện đó bằng chính trong lòng mình, làm sao để mình khóa giải cái sự bực bội trong lòng. Và một khi mà mình khóa giải được sự bực bội trong lòng mình thì thực sự thì nó nhẹ nhàng, nó rất là nhẹ nhàng. Cách đây khoảng 4 năm đó, chúng tôi làm một cái sự việc mà
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính thỉnh thượng tọa dắt rắn cầm mít trở lại. Thượng tọa rớt mít rồi, chắc cũng vài phút mà. Con thỉnh thượng tọa dắt rắn cầm mít trở lại. Cảm ơn cô Kim. Thì thưa quý vị, khi mà chúng tôi gặp những cái hiểm nạn như vậy, tức là có những người mà đó là những vị tu sĩ, dạ, họ tìm cách họ tấn công chúng tôi đó, thì chúng tôi lại nhớ đến cái phong thái của Ngài Hòa Thượng Hộ Giác, và chúng tôi tự đặt câu hỏi rằng, giả sử bây giờ mình mà không có sự tỉnh táo mà mình nuôi dưỡng hận thù thì mình được cái gì? Dạ, mình nuôi dưỡng hận thù người khác thì ăn không ngon, ngủ không yên. Mình nuôi dưỡng hận thù người khác thì mình không thể có được những cái giờ phút thanh thản. Mình nuôi dưỡng hận thù người khác thì mình không có được một nụ cười trọn vẹn. Đa số chúng ta, thưa quý vị, khi mà chúng ta sống mà bằng cái hận thù, thật ra mình nghĩ nó lợi nhưng mà nó không lợi gì hết. Và nhờ vào những điều như vậy mà mình cảm thấy rằng trong lòng mình nó nhẹ lên, trong lòng mình nó rộng ra. Và đó là một cái kinh nghiệm mà chúng ta cần chiêm nghiệm, đó là một cái sự trải qua mình cần chiêm nghiệm. Nếu mà mình đoạn được cái hận thù thì mình thấy trong mình hoan hỷ, ở trong lòng mình thấy rằng mình sống an lạc, mình sống nhẹ nhàng. Và cái đó tức là chúng ta chiêm nghiệm về sự đoạn triệt diệt, hay là mình chiêm nghiệm về sự vô nhiễm, hay là ở đây gọi là ly tham. Thật ra cái chữ ly tham đó ở trong tiếng Anh họ có chữ rất là hay gọi là let go, letting go, tức là mình phải buông đi, buông xả. Ở đây buông xả, cái gì mà mình buông nó được thì mình nhẹ. Ví dụ như cái nó đến đó, mình không có dễ nảy từ chối, nhưng mà khi nó đi đó mình không có nắm níu nó lại thì trong tâm hồn mình nó nhẹ. Còn nếu mà mình vướng mắc thì nó cũng đi thôi. Dạ. Nhiều khi chúng ta đọc câu chuyện dòng sông, nhớ là một người ngồi ở trước dòng sông mà thấy một mớ hoa lục bình trôi ngang, mình ráng mình chấp lấy nó, mình giữ nó, cho dù muốn giữ nó mình giữ không được, nó cũng trôi qua, thì cuộc sống nó như vậy. Con người mình á, mình nói nhẹ đó là tưởng tiếc, mà nói nặng là sự dính mắc. Và tất cả điều đó nó trở thành dây cột trói của mình. Mà khi nào mà mình nhà mình buông nó được thì nó rất là tốt. Và mình có thể hiểu được điều này như vậy là khi nào mình có một cái vật rất là quý, cái vật gì rất quý mà nó lỡ bị hư, nó lỡ bị bể, nó lỡ bị đánh cắp đi, thì nó là cái cơ hội, nó là cái cơ hội để chúng ta nhìn thử coi chúng ta dính mắc cho nó đến mức độ nào và chúng ta có buông bỏ nó được hay không. Thưa quý vị, Hòa Thượng Hộ Giác khi mà Ngài còn sống, Ngài có hồi còn trẻ, Ngài có một cái việc là Ngài sưu tập tem, nhất là tem Á Châu hay tem về văn hóa Phật giáo, v.v. Và 2 năm trước khi mà Ngài tịch thì có lần chúng tôi hỏi chuyện với Ngài về cái bộ sưu tập tem đó. Quý vị biết sưu tập tem là cái gì rất là công phu. Thì Ngài cười, Ngài nói rằng cái thân mình á, mình giữ không được nói gì tem, nhưng mà phải nói một điều rằng nếu mà 2 năm cuối đời của Ngài, Ngài sống đó, mà Ngài nặng lòng dính mắc với cái tem mà Ngài sưu tập thì chúng tôi nghĩ rằng là cái chết nó đến với Ngài nó có vấn đề. Và chúng tôi chiêm nghiệm điều đó trong đời sống mình, mình có rất là nhiều thứ mà mình bám víu vào, mình dính mắc mà, nhưng mà chúng ta có khả năng buông nó hay không? Nhất là những giây phút cuối đời của mình, và chúng ta khả năng buông hay không, và hơn là hay là chúng ta để cái tâm mình nó bật nó vướng ngoài. Và thật ra mình muốn vướng vướng không được, và cái đó là cái mà mình phải chuyên nghiệp. Và cái chữ mà tưởng bị đoạn diệt ở đây đó, cái đoạn trừ và đoạn diệt ở đây chúng tôi không có thích, tại vì cái thứ năm là pahana, dịch là đoạn trừ, đó là chúng tôi dịch là đoạn tận, tức là nói về sự chấm dứt 3 cái tà tư duy. Nhưng mà cái chữ Nirodha, tưởng về đoạn diệt ở đây thì chúng tôi muốn là chúng ta dịch trở lại đó là tưởng về tịnh tịnh, tịnh là sự vắng lặng, tưởng sự tịnh tịnh là vắng lặng.
cái kinh nghiệm về sự trạch tĩnh này đó, nó có thể hiểu như vậy là một con người khi mà ở trong cuộc đời sống và tạo dựng ra rất là nhiều, nhưng mà rồi sau một thời gian dài thấy rằng tất cả những thứ đó, đó nó đều là gánh nặng của mình hết. Chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ đó, chúng tôi có đọc một một quyển tiểu thuyết đó, là bộ Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung đó. Thì đó có một nhân vật rất là dị đời, đó là nhân vật Hoàng Dược Sư. Đây là một người võ công rất là cao cường nhưng mà rất là tài hoa. Do cái tài hoa đó, ông tạo nên đảo Đào Hoa, Đào Hoa Đảo đó. Và ông có những cái kỳ tích, ví dụ như là về võ học, ông tạo ra những cái trận thế đào hoa, rồi thậm chí có vợ, rồi có con, có nhiều thứ, tất cả mọi thứ. Nhưng mà thưa quý vị, khi ông lớn tuổi rồi thì ông nhìn tất cả điều đó đều là gánh nặng hết. Và ông đã giao cái đảo Đào Hoa đó lại cho hai đứa con, cho con và con rể, tức là Hoàng Dung và Quách Tịnh và Khai Trấn Ác nữa. Rồi ông còn không còn tha thiết đến việc nhận đệ tử, ông sống lang bạc rày đây mai đó. Thì thưa quý vị, chúng ta ngồi nhìn lại đó, là một đời một người mà xây dựng rất là nhiều, chăm chút rất là nhiều, và rồi cuối cùng đó, thì thấy rằng tất cả những thứ đó đó nó đều là cái phiền, và nó đều là cái phiền. Và để có cái cuộc sống mà thanh thản rộng rang đó, thì rũ bỏ đi tất cả. Khi mà mình đọc những chuyện này thì mình mới hiểu tại sao mà cái chữ trạch tĩnh nó có giá trị. Sự trạch tĩnh thì người ta nói là góp danh lợi bùng phá sắc sắm, hay là cái vòng danh lợi công công, kẻ hồng ra khỏi người bóng chui vào. Có một cái thời gian nào trong cuộc đời người ta rất là tha thiết với học vị, với địa vị, với chức quyền này, với chức quyền khác, nhưng mà rồi suy cho cùng, nghĩ cho cạn thì phải đủ cái sự trưởng thành, phải đủ cái sự hiểu biết thì mới thấy rằng tất cả những thứ đó đều là cái gánh nặng, đều là phiền. Không phải mà tự nhiên mình hiểu Đức Phật ngày nói rằng có vợ khổ vì vợ, có con khổ vì con, có trâu bò khổ vì trâu bò, có trăm ngàn thứ, thứ nào đó cũng là cái khổ hết. Thì đến một cái mức độ nào đó sống như một thế ngoại cao nhân, sống như một người mà rũ bỏ tất cả mọi thứ, cái điều đó nó có một phương diện mà chúng ta gọi là cái sự tịch nhiên. Sự tịch nhiên hay sự tịch tịnh, cái chữ tịch nhiên tịch tịnh nó cái gì, cái chữ tịch nhiên chúng ta nghĩ rằng chữ hay nhất để chúng ta dịch cái chữ Nirodha, có nghĩa là chúng ta tìm thấy sự vắng mặt. Con người mình hay sợ, thưa quý vị, chúng ta sợ cái không có lắm. Ai cũng muốn có nhà và sợ không nhà, ai cũng muốn có tình thương và chúng ta sợ tình thương, ai cũng muốn của cải và chúng ta sợ là chúng ta sẽ trắng tay, ai cũng muốn có địa vị và sợ đi mất địa vị. Nhưng mà cái sợ đó nó là cái gì rất là phiến diện ở trong cuộc sống. Một khi đã sống, đã đi, đã trải qua rồi đó, thì mình mới thấy rằng không có những thứ đó, vậy mình nhẹ nhàng. Chúng tôi lấy ví dụ Hòa Thượng cả một đời, ngài có thứ này, có thứ kia về địa vị, danh tiếng, thậm chí có tem mà ngài sưu tập, có chùa vân vân. Mà nếu trong cái giờ phút mà ngài rời bỏ cuộc đời này, mà những thứ đó là điều mà ngài nặng lòng, thì quả thật là có vấn đề. Tại vì sao vậy? Mình có núi, mình có tiết, mình có nắm níu, mình cũng nó không nắm níu được. Nhưng nếu cái tâm mình nó rộng ra, mình có khả năng sống với sự vắng lặng, thì cái vắng lặng đó, đó nó giúp cho mình an tâm, an lọc tâm mình vào trong cảnh giới ảo diệu. Bởi vì có người hỏi ngày sáng lời Phật, Niết Bàn là gì? Ngày sáng lời Phật, đó là Niết Bàn, là sự dập tắt của tham, của sân, của si. Và cái sự chiêm nghiệm trong cuộc sống của mình, đôi khi mình phải nhìn từ điều đó. Chúng tôi nhớ rằng trong cuộc sống mình, nhiều khi mình thấy cái smartphone là cái hạnh phúc, smartphone là hạnh phúc, là qua cái điện thoại thông minh thì mình gọi điện thoại được, mình text message được, mình browse internet được. Chúng tôi có hai ngày đi lên trên Yellowstone National Park, thì quý vị, lúc đó điện thoại làm việc không được, cũng tạm được thôi, nhưng mà internet thì không có. Thì có vài người bực mình, và chúng tôi cũng gặp khó khăn là vì chúng tôi cần làm việc.
Nhưng mà chúng tôi nghiệm trở lại là đúng là 2 ngày không internet nó hạnh phúc. Tại vì sao? Tại vì internet quá phiền. Bây giờ mình nói rằng cái smartphone đó, nó là cái được hay là cái không được, thì thưa quý vị, đa số chúng ta nói là được. Nó là thông minh mà, nó là tối tân mà, nó là hiện đại mà, nó cho chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà thật ra rất là khó để chúng ta chiêm nghiệm như những giờ phút mà chúng ta sống hạnh phúc không có nó. Cái không có đó, nó lại đôi khi nó hạnh phúc hơn cái có. Và cái không có đó chính là tịch nhiên, chính là tịch tịnh, chính là vắng lặng, và chính là niết bàn. Đây là một cái điểm rất là khó để chúng ta có thể nhận thức, có thể lãnh hội. Thì 7 cái pháp này là 7 pháp mà để chinh nghiệm. Và đây là những cái phương thuốc để trị cái phiền não của chúng ta. Nếu với một người mà tu tập và khéo tu tập, thì tất cả những bất hạnh của đời sống, tất cả những cái vô thường, vô ngã, bất tịnh, phiền não vân vân, nó đều là đối tượng để mà quán chiếu hết. Và khi nó là đối tượng để quán chiếu hết, thì mình không có bực bội, mình không có giận dữ, hay là mình không có khó chịu, mình không dậy nảy, mà chúng ta sẽ nhìn nhìn nó một cách lẳng lặng. À, nó là vậy, đây là vậy. Bởi vì một số học giả Tây Phương đó, họ nói một câu rất là hay là thật ra cái nhìn của một người tu Phật đúng giống như là một nhà khoa học ở trong phòng thí nghiệm. Đối với khoa học phòng thí nghiệm đó, không phải nghĩ rằng vi trùng nó phải thế này hay là hiện tượng vật lý nó phải thế kia, mà là chỉ lẳng lặng quan sát. Nó là sao cũng là để mình quan sát hết. Từ cái sự quan sát đó mình nhận ra, hiểu ra, à, nó là vậy. Cái à, nó là vậy đó. Cái đó là cái rất là lợi lạc của cuộc sống. Nên nếu chúng ta thường tu tập những pháp này, thì nó đặt cho chúng ta ở trong một cái vị thế, một cái cương vị khác. Thay vì cái cương vị là một người luôn luôn sợ hãi, cương vị là một người luôn luôn cảm thấy bị đe dọa, cương vị của một người cố gắng để cầu toàn. Chúng ta không cầu toàn bởi vì chúng ta biết rằng cuộc sống nó là vô thường, cuộc sống nó là vô ngã, cuộc sống là bất định, cuộc sống nó là hiểm nạn. Và cho phép chúng ta cảm nhận một cái hạnh phúc mà vốn bình thường chúng ta không cảm nhận, không cảm nhận được, đó là hạnh phúc của buông xả hay là của ly tham, hạnh phúc của tịch tịnh hơn là hạnh phúc của cái ồn ào, của cái huyên náo, của cái lăng xăng. Không phải tự nhiên mà chúng ta có thể cảm nhận được điều này, cho đến khi nào chúng ta học được cái kinh nghiệm ở chính bản thân của mình. Cái sĩ sanh gia ở đây đó, đó là sự chiêm nghiệm, có nghĩa là mình dựa trên cái sự trải nghiệm, dựa trên cái kinh nghiệm bản thân, và từ đó mình hiểu, từ đó mình cảm nhận, và cảm nhận một cách thực sự, cảm nhận một cách sâu sắc, chứ không phải là do người khác nói lại. Ở đây cái sĩ sanh gia đó, nó ở đằng sau nó có một ý nghĩa rất là sâu kín, là cái việc này không phải ai thuyết phục mình mà được, mà cái việc đó nó phải dựa trên cái sự trải nghiệm bản thân của mình. Trong cái đời sống của một người tu tập đó, người ta rất là quý cái kinh nghiệm trực tiếp, mà trong Anh ngữ người ta nói là first hand experience, là đó không phải là cái, không phải là một cái gì được nói đi nói lại, được kể lại. Ví dụ như là chúng tôi đi đến Yellowstone National Park, chúng tôi về kể cho quý vị nghe là một chuyện khác, mà quý vị tự mình đến đó nhìn thấy suối phun đó, nhìn thấy rừng đó, nhìn thấy bò tót đó, nhìn thấy rừng thông đó, tất cả những điều đó đó, nó là một cái nhìn trực tiếp chính mình. Và trên dựa trên cái nhìn trực tiếp đó, chúng ta chiêm nghiệm, dựa trên cái nhìn đó chúng ta cảm nhận, dựa trên cái kinh nghiệm trực tiếp đó chúng ta nhận thức. Thì cái nhận thức trên bằng cái sự trải nghiệm trực tiếp đó, nó tốt và tốt cho đời sống tu tập. Vì vậy có một bài kinh rất là nổi tiếng ở trong kinh Phật pháp, ở trong Phật pháp đó là kinh Girimananda. Quý vị nào đọc ở trong Tăng Chi Bộ Kinh phẩm 10 pháp đó, một vị tỳ kheo bệnh rất là nặng, và Tôn Giả Nara thỉnh Đức Phật đến để khai tâm cho vị này.
Đức Thế Tôn này không đến, nhưng mà Ngài dạy một toa thuốc, ở đây toa thuốc tinh thần. Và điều đó có một cái dụng ý rất là quan trọng. Nếu là một toa thuốc tốt, thì dù đó chính Đức Phật Ngài cho hay là một người khác đem đi để mà hướng dẫn lại, thì cái toa thuốc nó vẫn có giá trị giống nhau. Đức Phật đã không đến mà Ngài dạy Tôn Giả Ananda. Tôn Giả Ananda đã thay mặt Đức Phật đến đó để nói về 10 cái pháp. Ở trong đó có một vài pháp mà chúng ta không kể tại đây, như là cái pháp về niệm hơi thở chẳng hạn. Tuy nhiên, 7 pháp tưởng này đều nằm ở trong 10 cái pháp quán đó. Ở trong kinh Girimananda cũng gọi là pháp tưởng. Pháp tưởng này cho phép thì Girimananda nhìn lại cái bệnh của mình, nhìn lại cái thân của mình ở trong cái nhìn của sự chiêm nghiệm, thay vì cái nhìn của sự chịu đựng. Chiêm nghiệm là gì? Là đó là điều mình đã trải qua. Bây giờ mình thấy rằng trước kia mình sống khỏe mạnh, bây giờ mình bệnh nặng, đó là vô thường. Mình nghĩ rằng mình có thể điều khiển được cái thân của mình, nhưng mà rồi bây giờ mình hoàn toàn bất lực, cái đó là vô ngã. Rồi khi mình bệnh á, nó có những cái thứ mật đàm mũ máu, những cái chất bất tịnh trong người mình, thì đúng là cơ thể bất tịnh. Ngài cũng thấy được là quả thật Đức Phật nói rằng cái thân là tổ bình tịnh. Những điều mà Đức Phật Ngài dạy cho Tôn Giả Ananda và Tôn Giả Ananda kể lời cho Ngài Girimananda, thì Tôn Giả Girimananda nhìn thấy điều đó bằng chính trên cái bệnh của mình, chính trên cái thân của mình, chính trên cuộc sống của mình, chứ không phải là đơn thuần là nghe Đức Phật dạy, nghe Tôn Giả Ananda kể lại và bị thuyết phục về chúng đó. Bởi vì khi mà chúng ta trong cuộc sống này mà mình hiểu gì đó, mình lãnh hội điều gì đó, mình nhận thức điều gì đó mà do người khác kể lại, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, rất khác với cái sự chiêm nghiệm thực tế trong cuộc sống. Ngày xưa sư trưởng có nói một câu thường thức ở bên ngoài, nói là thế gian là đại học đường, hoàn cảnh khốn khó là trường dạy khôn. Cái câu đó là câu của thường thức, nhưng mà với một người tu Phật thì cuộc sống này nó là một quyển sách mở. Thân mình, tâm mình là quyển sách mở. Và nếu chúng ta có một chút kiến thức về Phật Pháp, và chúng ta đọc những điều như là vô thường, về vô ngã, về bất tịnh, về hiểm nạn, v.v. đọc lên chính bản thân của mình, sẽ cho chúng ta sự nhận thức khác, rất là khác với cái sự suy tư, rất là khác với những bài pháp mà mình đã nghe từ những người khác, mà là chúng ta đọc điều đó ngay thân tâm của mình. Dạ. Thì bà Chi Tôn Đức và Thư Quý Đạo Hữu, chúng tôi có bài chia sẻ với quý vị nhân bài pháp hôm nay của Thượng Tọa Hoằng Tân nói về 7 pháp tướng hay là 7 pháp chúng ta chiêm nghiệm. Và đây là những pháp để tu tập trong đời sống, không đơn thuần là những điều mà chúng ta chỉ nghe. Và chúng tôi hy vọng rằng những pháp này sẽ đặt chúng ta vào trong một cái vị trí, đó là quán chiếu lại những hiện tượng xảy ra với thân tâm của mình, hơn là vật lộn, hơn là bất mãn, hơn là khó chịu, mà thay vào đó chúng ta tìm thấy được những cái lợi lạc, và đặc biệt thắp sáng được tuệ giác của mình. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Kính trên chi vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm hẹn gặp lại trong bài giảng. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Chúng con kính tri ân thượng tọa giác đẳng rất nhiều. Cái phần sau cùng thượng tọa nói cho diễn đàn, để cho diễn cái phần sau rất là hay cả. Sa thuốc lành thai. Con khai mạc đại chúng trong room, con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính